Dạ, em xin kính chào toàn thể quý bác sĩ thú y và em xin kính chào phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn. Hôm nay công ty Vivavet và công ty Boehringer Ingelheim rất hân hạnh được tổ chức một chủ đề về mèo rất là được rất là nhiều người quan tâm. Hôm nay thì công ty mang đến chủ đề là các bệnh phổ biến trên mèo phần 1. Thì chủ đề về mèo thì cũng rộng, nhưng mà hôm nay do thời lượng chương trình có hạn nên công ty chỉ lướt qua một phần về các bệnh phổ biến trên mèo. Thì hy vọng qua chương trình này sẽ mang đến một số kiến thức hữu ích cho quý bác sĩ thú y. Và chúng em cũng hy vọng là những cái chủ đề tiếp theo của công ty Vivavet và công ty Boehringer Ingelheim sẽ được sự ủng hộ của quý bác sĩ thú y trên cả nước. Công ty chúng em như thường lệ thì phần chương trình webinar sẽ diễn ra vào có hai phần. Thứ nhất là phần trình bày về nội dung của chương trình là các bệnh phổ biến trên mèo. Phần thứ hai sẽ là phần giải đáp về những cái phương pháp điều trị và thảo luận. Và với những câu hỏi đặt ra trong một Q&A của chương trình, những câu hỏi hay và nhanh sẽ nhận được 5 phần quà của ban tổ chức, đó là 5 túi cói có thương hiệu là Broadline. Và kết thúc chương trình thì khi quý anh chị bấm rời khỏi webinar sẽ hiện lên một cái mục tham khảo về cái ý kiến cho chủ đề tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý bác sĩ thú y và đóng góp ý kiến cho chủ đề lần sau. Dạ, em xin cảm ơn. Và để không làm mất thời gian của quý bác sĩ thú y thì em xin mời phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn bắt đầu chương trình ạ. Recording in progress. Liễu ơi, thấy được màn hình cho em? Dạ, em thấy rồi thầy. Rõ rồi đúng không? Nghe, dạ. Nghe rõ luôn hả Liễu? Dạ, nghe rõ thầy. Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì chắc là cũng mấy tháng rồi mới gặp lại các anh chị đúng không ạ? Ở một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là cần thiết với chúng ta, liên quan đến bệnh trên mèo. Thì thực sự khi nói đến bệnh trên mèo thì có rất là nhiều bệnh lý khác nhau. Và nó cũng khá là hay các anh chị, liên quan đến bệnh trên mèo. Kể cả bệnh truyền nhiễm, kể cả bệnh nội khoa. Nhưng mà trong phạm vi thời gian có hạn thì hôm nay tôi xin giới hạn một vài cái bệnh truyền nhiễm ở trên mèo, chia sẻ thông tin với các anh chị. Và hy vọng rằng là những thông tin này cũng góp một phần nhỏ nào đó trong cái thực hành lâm sàng của mình ở tại các phòng mạch. Rất là cảm ơn công ty Vivavet và Boehringer cũng như tất cả các anh chị đã quan tâm đến chủ đề này và tham gia cùng với bên công ty. Và với cá nhân tôi thì rất là cảm kích khi mà các anh chị đăng ký tham dự cái chủ đề bệnh ở trên mèo. Yeah. Thì đầu tiên, trước thềm năm mới đúng không ạ? Chúng ta qua năm 2022 được mấy ngày rồi. Thì cũng xin thay, nhân cái dịp này cũng xin thay mặt là các thầy cô, các anh chị em, chúc cho tất cả quý anh chị bác sĩ ở phòng mạch một năm 2022 an toàn, thực sự là an toàn, mạnh khỏe và những gì tốt đẹp nhất đến với tất cả chúng ta. Cũng nhân dịp năm mới này thì tôi xin mượn một cái lời hay là một cái thông điệp của Russell. Ông này thì rất là nổi tiếng các anh chị, thực sự ông là một triết gia, một nhà logic, một nhà toán học người Anh ở thế kỷ 20. Và có một cái thông điệp mà ông chia sẻ mà tôi thấy lại rất là hay. Tôi cảm, đối với cá nhân tôi thì tôi cảm thấy rất là muốn chuyển tải cái thông điệp này với các anh chị. Dĩ nhiên là mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Nhưng mà hơn ai hết chúng ta thấy rằng là sức khỏe thật sự là quan trọng. Đó lý do là sao mà có lẽ ông bà mình cũng đã có cái câu là sức khỏe quý hơn vàng đúng không ạ? Thứ hai là không thiếu thốn, thứ ba là quan hệ tốt với mọi người, và cái điều thứ tư là chính công việc của chúng ta. Mong một năm 2022 thành công thật sự các anh chị nhé.
Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cơ hội để gặp nhau trong các cái webinar khi chia sẻ về các cái chuyên đề bệnh trên chó mèo ạ. Dạ. Phần trình bày của tôi có 3 cái nội dung chính. Các anh chị nhìn trên slide, các anh chị thấy có 3 vấn đề mà hôm nay muốn trao đổi với các anh chị. Đó là FIV, virus và gây bệnh suy giảm miễn dịch ở trên mèo. Rồi cái thông tin thứ hai mà sẽ chia sẻ với các anh chị đó là virus gây bệnh bạch cầu trên mèo. Và thông tin thứ ba chia sẻ với các anh chị đó là virus gây bệnh viêm phúc mạc trên mèo. Phần cuối cùng có một slide thôi, kết luận lại 3 vấn đề mà sẽ trao đổi với các anh chị ha. Tôi xin chia sẻ một chút về cái cấu trúc trình bày của cái bài này. Thực sự với 3 cái bệnh này á, trong thời lượng mà tới 12 giờ thì thời gian rất là ít, nhưng mà những vấn đề liên quan đến 3 cái bệnh này trên mèo á, thì khá là nhiều cái thông tin rất là hay các anh chị. Nó khá chi tiết, nó đi sâu vô đến tận cùng của vấn đề nghiên cứu các cái bệnh trên mèo hiện nay. Tuy nhiên thì thời gian không đủ để có thể đáp ứng được các yêu cầu đó với các anh chị. Và tôi hy vọng rằng cái thông tin chia sẻ hôm nay với tất cả chúng ta là một cái bức tranh tổng quan. Dĩ nhiên là trong từng vấn đề một tôi cũng sẽ cố gắng giải thích với các anh chị những vấn đề liên quan đến các cái bệnh này. Nhưng mà ở một cái dịp nào đó trong tương lai sẽ có cơ hội để chia sẻ với các anh chị chi tiết hơn về từng cái bệnh một. Thực sự là mỗi một cái bệnh như vậy là chúng ta cũng nói mất hết mũi rồi đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi tổng quan, do đó mà chúng ta đi luôn cả 3 bệnh luôn, để trao đổi thông tin với các anh chị. Tôi phải mở đầu trước như vậy để các anh chị cũng thông cảm là nếu giả sử như mà không đáp ứng được cái kỳ vọng của mình á, thì chúng ta lại hẹn nhau ở những cái dịp mà các cái chuyên đề chuyên sâu khác các anh chị nhé. Đây là 3 vấn đề. Thì để hiểu được 3 vấn đề này á, có một cái điểm chung của 3 cái bệnh này là đều liên quan đến miễn dịch các anh chị. Liên quan miễn dịch khá rõ luôn. Cái đó mà cái nền của miễn dịch nó sẽ là cơ sở để chúng ta hiểu kỹ hơn về 3 bệnh này ở trên mèo. Tôi chỉ có 3 cái slide thôi để hệ thống lại cái miễn dịch một cách căn bản nhất, một cách chung nhất. Nó làm nền tảng để chúng ta đi vào cái bệnh đầu tiên, đó là cái bệnh gây suy giảm miễn dịch. Tại vì cái tên mà gây suy giảm miễn dịch thì đã nói lên được là bệnh lý này, virus này sẽ tấn công hay thể hiện rõ ở trên cơ quan miễn dịch, đúng không các anh chị? Thì đấy là cái lý do mà tại sao mà tôi có chị giải thích để các anh chị rõ hơn cái vấn đề là như vậy. Các anh chị thấy cái bệnh thứ hai cũng thế luôn. Bạch cầu là chắc chắn là liên quan đến miễn dịch rồi, và kể cả cái bệnh thứ ba nó cũng lại có liên quan đến miễn dịch nữa. Thì đấy là cái thông điệp đầu tiên mà tôi muốn gửi đến các anh chị. Vậy thì con chó con mèo nó chống lại cái sự xâm nhập của mầm bệnh bằng cách nào? Một cái nguyên lý chung rất cơ bản đó chính là hệ thống miễn dịch, đúng không các anh chị? Chắc chắn rồi. Và hệ thống miễn dịch này nó sẽ bao gồm những thành phần nào? Và tại sao phải nhắc lại các cái thành phần miễn dịch? Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến các cái bệnh lý mà vừa trao đổi. Do đó chúng ta phải hệ thống lại một chút xíu về cái đáp ứng miễn dịch thông qua các cái hệ thống miễn dịch. Thế thì về cơ bản, tất cả các loại thú khác nhau thì đều có cái đáp ứng miễn dịch theo 2 cơ chế. Đó là cái cơ chế đáp ứng miễn dịch tự nhiên, hay người ta còn gọi là bẩm sinh, hay còn gọi là không đặc hiệu các anh chị ha. Và với cái miễn dịch tự nhiên bẩm sinh không đặc hiệu này, nó thông qua các hàng rào vật lý, hóa học và tế bào để nó giúp cho con chó con mèo vượt qua được cái áp lực mầm bệnh mà không đặc hiệu. Còn cái cơ chế thứ hai á, nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái đáp ứng miễn dịch đặc hiệu, hay còn gọi đó là miễn dịch thu được. Mà khi đề cập đến cái miễn dịch thu được hay đặc hiệu này, nó sẽ liên quan trực tiếp đến các cái chương trình chủng ngừa vaccine đó các anh chị. Hoặc là trong một số trường hợp nhiễm tự nhiên, ví dụ hôm nay ta nói 3 cái bệnh này á, là có những cái trường hợp nhiễm tự nhiên và nó có cái hàm lượng kháng thể và có thể từ mẹ truyền sang con, và nó lại bảo vệ trong cái giai đoạn đầu trước khi mà chúng ta chưa có chủng ngừa. Thực sự thì với 3 cái bệnh này là đều là bệnh do virus hết, thì hơn ai hết các anh chị cũng khá rõ là phải chủng ngừa vaccine thôi.
Và cái hiệu quả của cái chương trình chủng ngừa vaccine thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái miễn dịch thu được hay miễn dịch đặc hiệu này. Và khi nói đến cái miễn dịch thu được hay còn gọi là đặc hiệu, nó sẽ bao gồm hai cái loại hình miễn dịch, đó là miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào. Và các cái bệnh mà chúng ta sắp nghe ở đây á, thì nó lại liên quan đến hai cái loại hình miễn dịch này, miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào. Và nó tác động khá rõ trên cái cơ quan miễn dịch thu được này các anh chị, hay còn gọi là miễn dịch đặc hiệu. Và chính vì lý do đó cho nên để hiểu rõ về các cái bệnh này, chúng ta cần nắm đến cái miễn dịch dịch thể là gì, miễn dịch qua trung gian tế bào là gì. Tôi sẽ có một cái slide nữa để phân biệt, giúp cho chúng ta hình dung được vấn đề trước khi chúng ta đi vào ba cái bệnh. Với chó mèo thì các cái cơ quan miễn dịch nó sẽ phân bố khắp hệ thống của cơ thể, đúng không ạ? Đó chính là các cái cơ quan hạch bạch huyết. Và các cái cơ quan hạch bạch huyết này nó sẽ liên quan đến cái quá trình tăng trưởng, quá trình phát triển và quá trình thực hiện các cái chức năng của các cái tế bào lympho và các dòng tế bào bạch cầu. Và với các cái dòng tế bào bạch cầu đó, nó sẽ liên quan đến cái đáp ứng miễn dịch chung của cơ thể, bao gồm luôn cả miễn dịch tự nhiên và miễn dịch thu được. Tuy nhiên, khi đề cập đến cái miễn dịch thu được thì chắc chắn sẽ nhắc đến dòng tế bào lympho, vì có hai cái dòng tế bào lympho nó sẽ liên quan trực tiếp đến miễn dịch thu được, đó là tế bào lympho T và tế bào lympho B. Và các bệnh hôm nay thì nó đều liên quan đến các dòng tế bào này. Do đó tôi xin nhắc ngắn gọn như vậy. Về các cái thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch, nó sẽ tập trung ở đâu ạ? Ở máu. Và có một cái điều hay là ở cái bệnh thứ ba đó, tức là cái bệnh mà viêm xoang bụng đó, trên mèo đó, thì cái cơ chế miễn dịch của nó cũng khá phức tạp các anh chị. Cho nên là tại sao tôi dùng cái từ phức tạp? Vì trong một số trường hợp các anh chị sẽ thấy nó nhiễm con virus corona đó, nhưng mà corona đó nó lại, vì là virus cho nên là nó sẽ xâm nhập vào tế bào. Và khi nó xâm nhập vào tế bào á, thì nó lại có ở trong tế bào bạch cầu. Chứ trong một số trường hợp á, chúng ta sẽ thấy rằng là kháng thể trong máu thì có, nhưng mà vẫn không loại trừ được cái con virus này, bởi vì virus nó nằm ở trong tế bào bạch cầu, thí dụ như vậy. Cho nên cái thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch đương nhiên nó sẽ tập trung vào máu, và thông qua cái sự xuất hiện của các phân tử kháng thể. Và đương nhiên nó sẽ liên quan đến cả các cơ quan hạch bạch huyết, cơ quan bạch huyết ở trên toàn hệ thống cơ thể của chó và mèo. Trong đó bao gồm cả tuyến ngực, cả bạch huyết, cả tủy xương, cả lách, cả phổi, cả gan và cả ruột. Và khi nói đến cái bệnh thứ ba đó, cái bệnh mà viêm xoang bụng ở trên mèo đó, thì nó từ cái dòng coronavirus này, và coronavirus này thì xâm nhập qua đường tiêu hóa, và trong một số trường hợp nó lại làm suy yếu về cái chức năng của hạch bạch huyết ở ruột, và nó dẫn đến là cái sự xuất hiện, nó chuyển sự xuất hiện của cái gây bệnh ở trên xoang bụng trên mèo. Cho nên là các cái tế bào miễn dịch ở trong hệ thống của cơ thể này nó sẽ là liên quan trực tiếp đến các cái bệnh lý miễn dịch hôm nay mà chia sẻ với các anh chị. Do đó khi có một cái nhiễm trùng nó bắt đầu ở một cái vị trí nào đó, thì cái sự tham gia của các cái thành phần tế bào này, của các cơ quan này, nó nhận diện và nó có cái đáp ứng để nó loại trừ, đồng thời nó cũng phát ra các cái tín hiệu, nó gửi đi khắp cơ thể, và chính nó gửi đi khắp các cơ, gọi là khắp cơ thể thông qua các vị trí khác nhau. Từ đó nó sẽ giúp cho con mèo có một cái khả năng loại trừ cái mầm bệnh ra ngoài. Và dĩ nhiên cái khả năng loại trừ mầm bệnh ra ngoài này nó sẽ phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nhau. Chứ không, ba cái bệnh trên mèo này tôi nói thật sự khá là phức tạp. Nó có những cái cơ chế mà nó đang xen, nó chồng chéo nhau. Do đó có những trường hợp tại sao trên lâm sàng mình cũng can thiệp rồi nhưng lại không giải quyết một cách hiệu quả. Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến các cơ quan miễn dịch các anh chị. Và như thế thì slide cuối cùng của hệ thống lại phần miễn dịch, xin nhắc lại các anh chị nhé. Bao gồm miễn dịch bẩm sinh này, innate. Và cái miễn dịch thu được hay miễn dịch đặc hiệu là adaptive đây. Và trong cái miễn dịch mà bẩm sinh này, nó sẽ có cái hàng rào ở trên bề mặt, bao gồm có da và các cái màng đào nhầy nhớt á. Cái màng nhầy nhớt ở trên các hệ thống của cơ thể, bao gồm cả tiêu hóa, hô hấp, niệu dục các anh chị ha. Thì đấy là cái hàng rào, nó ngăn cản cái sự xâm nhập của cái mầm bệnh đi vào.
Chị nói đâu xa, trong các cái bệnh mà chúng ta chia sẻ hôm nay là nó sẽ liên quan đến xâm nhập qua cái đường tiêu hóa, tức là qua cái đường miệng. Và khi nó qua đường miệng như vậy có nghĩa rằng là nó xâm nhập qua trên bề mặt màng nhầy này. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Khi ta nói đến việc biện pháp phòng bệnh thì nó sẽ liên quan đến làm sao đó chúng ta phải bảo vệ được cái màng nhầy này. Mặc dù các anh chị sẽ thấy rằng là nó liên quan đến cái miễn dịch bẩm sinh, nó không đặc hiệu. Nhưng mà khi cái màng nhầy này nó không được trọn vẹn, nó bị tổn thương bất kỳ một lý do nào khác, thì nó làm cho virus sẽ có cơ hội xâm nhập vào bên trong cơ thể con mèo một cách mạnh mẽ. Do đó, ở cái hàng rào thứ nhất trong miễn dịch bẩm sinh này là chúng ta phải bảo vệ để giúp cho con mèo nó có một cái sức khỏe trọn vẹn. Cái điểm thứ hai nữa, các anh chị sẽ thấy rằng là nó sẽ liên quan đến các cái tế bào và kể cả các cái chất hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên trên cái bề mặt của miễn dịch bẩm sinh, bao gồm các tế bào thực bào, cái cơ chế sốt của các tế bào giết tự nhiên, các hoạt chất kháng khuẩn và kháng viêm, thì nó sẽ hỗ trợ cho con mèo có thể loại trừ ra được các cái mầm bệnh có liên quan. Mà các anh chị ơi, hai cái bệnh đầu tiên nó liên quan suy giảm miễn dịch bạch cầu á, thì các cơ hội phụ nhiễm nó nhiều kinh khủng luôn. Thực sự khi nghiên cứu hai cái bệnh này mới thấy rằng là các cái tác nhân cơ hội là phải kiểm soát thật tốt, thì lúc đó cái gọi là cái độ nguy cấp của cái bệnh suy giảm miễn dịch và bạch cầu, cái mức độ của nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì nó có một cái bảng, các anh chị, một cái bảng mà sự gọi là nhiễm ghép với lại các cái vi khuẩn, các cái nấm, các cái ký sinh trùng cơ hội đi kèm theo trong suy giảm miễn dịch và kể cả bệnh bạch cầu rất là nhiều. Cho nên trong cái chỉ định về mặt điều trị á, là người ta cũng yêu cầu là chúng ta phải xác định được cái nguyên nhân để phải điều trị cái phụ nhiễm. Đó, thì cái phụ nhiễm đó nó sẽ liên quan đến cái hàng rào thứ hai này trong cái miễn dịch bẩm sinh đó các anh chị, đó là mình tăng cường cái khả năng thực bào, thì lúc đó con mèo nó sẽ hạn chế cái biểu hiện mức độ trầm trọng của bệnh. Về cái miễn dịch thu được á, thì nó sẽ liên quan đến hai loại hình miễn dịch, đó là miễn dịch dịch thể thông qua tế bào B và miễn dịch qua trung gian tế bào thông qua tế bào lympho T. Và hiện nay nếu như có chương trình chủng ngừa vaccine của ba cái bệnh này để phòng ba bệnh này thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến hai cái nhóm tế bào này, tế bào T và tế bào B. Và thực sự á, để các tế bào này á, nó phát huy được tốt cái chức năng miễn dịch của nó, có nghĩa rằng là nó phải khỏe mạnh các anh chị. Và khỏe mạnh điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải có một cái môi trường thật tốt, thì lúc đó cả tế bào B và tế bào T chủng ngừa bất kỳ một chương trình chủng ngừa vaccine nào thì quá nó mới cao được. Và như vậy thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái miễn dịch thu được thông qua cái miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào. Tôi xin nhắc lại một cách rất ngắn gọn thông qua cái bảng này. Tôi rất là thích cái bảng này tại vì nó rất là gọn các anh chị. Một cái là các anh chị sẽ thấy rằng là tế bào B liên quan đến miễn dịch dịch thể ha, tế bào T là thông qua cái miễn dịch qua trung gian tế bào, rất rõ, rất điển hình. Rồi cái tế bào B này từ đâu ra? Từ tủy xương. Ở đây là tế bào T từ cả tủy xương, kể cả tuyến ức, thí dụ như vậy. Rồi kháng thể thì chỉ có miễn dịch dịch thể thì mới có kháng thể thôi, đúng không ạ? Miễn dịch qua trung gian tế bào thì lúc đó nó sẽ theo cái cơ chế của tế bào để loại trừ các mầm bệnh, thì chúng ta sẽ giải thích với các anh chị. Kháng thể này nó sẽ có ở trong máu các anh chị, đúng không ạ? Còn với cái miễn dịch qua trung gian tế bào thì cái kháng nguyên này nè, nó sẽ tiếp xúc qua cái bề mặt của tế bào nhiễm và từ đó nó sẽ có cái cơ chế loại thải, chúng ta sẽ giải thích với các anh chị. Rồi nó giết cái kháng gọi là virus sẽ có mầm bệnh bằng cách nào? Một cái là nó sẽ giết bằng cái cơ chế của kháng thể, và một cái là nó sẽ giết trên cái tế bào lympho T đặc hiệu để tiêu diệt cái mầm bệnh. Và cái ý cuối cùng á là cái sự phân chia tế bào của nó. Thực ra từ cái tế bào lympho B để sản xuất ra kháng thể đó các anh chị, nó sẽ biệt hóa thành cái nhóm tương bào, tức là từ tế bào B biệt hóa thành tương bào để sản xuất kháng thể, và nó sẽ tạo ra những dòng tế bào gọi là lympho B nhớ. Cho nên các anh chị thấy là các cái bệnh trên mèo mà sắp nói đó, một số trường hợp chúng ta thấy là vaccine thị trường một cách chính danh thì chưa phải là phổ biến, thì nếu giả sử trong môi trường nó có cái virus này thì nó có thể kích hoạt cái hệ thống miễn dịch đặc hiệu này, thì tế bào B này nó sẽ chuyển thành tương bào và nó sản xuất kháng thể. Cho nên trong một số trường hợp mình lấy máu của mèo để kiểm tra kháng thể thì có kháng thể, nhưng mà kháng thể đó là nhiễm tự nhiên chứ không phải là từ cái việc chủng ngừa vaccine, đúng không ạ? Còn với cái miễn dịch qua trung gian tế bào này á, thì nó sẽ thông qua cái sự biệt hóa của các nhóm lympho T, và từ các tế bào lympho T này nó sẽ giúp cho con mèo vượt qua được áp lực mầm bệnh thông qua cái cơ chế là tiêu diệt các tế bào nhiễm. Như vậy tôi xin kết thúc cái phần thứ nhất một cách gọn nhất về cái miễn dịch, thì đấy là bắt cần thiết để chúng ta bước vào cái nội dung chính của cái bài báo cáo hôm nay, đó chính là ba cái bệnh này.
Và đầu tiên tôi xin đi vào vấn đề thứ nhất, đó là virus gây bệnh suy giảm miễn dịch cho mèo. Thế là nhìn cái hình này các anh chị thấy là đây là bản chất của một cái virus mà có cấu trúc là RNA. Chỉ chia sẻ một ý gọn thôi. Những virus có cấu trúc RNA là virus có cấu trúc rất dễ đột biến các anh chị. Các anh chị thấy COVID-19 hiện nay là một ví dụ rất dễ đột biến. Và cái sự đột biến đó thì nó sẽ tăng cái nguy cơ gọi là tạo ra những cái dòng mới, những virus mới. Và có một cái điểm đặc biệt thứ hai liên quan đến cái virus mà FIV này á, là nó có cấu trúc tương tự như virus HIV trên người. Dĩ nhiên là nó sẽ khác biệt về mặt kháng nguyên, nhưng mà đây là cái nhóm virus mà có cái hình thái tương tự như cái virus gây suy giảm miễn dịch trên người. Nó chỉ khác nhau về mặt kháng nguyên thôi. Thì đương nhiên là cái cấu trúc nó khác nhau thì đương nhiên cái kháng nguyên của nó sẽ khác nhau. Nhưng mà đây là cái đặc điểm thứ hai, cũng khá là hay. Có lẽ các anh chị cũng đã biết. Cái đặc điểm thứ ba của nhóm virus này á, nó có rất nhiều sóc tiếp các anh chị. Và chính vì có nhiều sóc tiếp như vậy á, tôi chỉ gửi đến một cái thông điệp thôi. Ở các vùng khác nhau là cái sự đáp ứng miễn dịch tự nhiên của con mèo với các sóc tiếp sẽ là khác nhau. Do đó đó, trong cái việc mà ở đây mình mở rộng lên cái chuyện mà chủng ngừa vaccine đó, thí dụ như thế, thì dĩ nhiên là cái vaccine là nó sẽ có cái kháng nguyên để nó phủ được các sóc tiếp khác nhau, nhưng mà nó sẽ tùy theo cái sự tồn tại của các sóc tiếp ở các địa phương khác nhau, vùng dịch tễ khác nhau, thì cái đặc điểm sinh học của nó cũng sẽ khác nhau. Đó là ý thứ ba cũng cần nhấn mạnh. Tôi chỉ đi ngắn gọn những cái vấn đề có liên quan ứng dụng lâm sàng thôi, chứ không, mình không đi sâu về mặt học thuật lắm ha. Rồi cái thứ tư nữa là các anh chị lưu ý rằng là chỉ có một số chủng mới gây ra sự thiếu hụt miễn dịch, và miễn dịch đó là xảy ra một cách nhanh chóng các anh chị. Cho nên á, cũng cùng một cái họ retrovirus này, nhưng mà cái biểu hiện ở trên mèo nó sẽ khác nhau, nó sẽ không giống nhau đâu nha các anh chị. Tôi chỉ gửi cái thông điệp đó thôi. Thông điệp thứ tư, tại vì để soạn cái bài này tổng hợp từ rất nhiều nguồn thông tin khác nhau để đưa ra những vấn đề chung nhất, thì các anh chị sẽ thấy một cái vấn đề là mặc dù cũng gọi là suy giảm miễn dịch trên mèo, nhưng nó sẽ không giống nhau đâu giữa các cái vùng khác nhau. Bởi vì người ta cho rằng chỉ có một số chủng là gây ra cái biểu hiện suy giảm miễn dịch mà rõ ràng, rất rõ ràng trên lâm sàng. Và một trường hợp thứ hai, một cái lâm sàng thứ hai nữa, đó là nó gây ra cái viêm màng bồ đào á, thì có những chủng thì biểu hiện rõ, nhưng mà không có nghĩa rằng tất cả những chủng đều có biểu hiện như vậy. Cũng giống như là mình cũng gọi là suy giảm miễn dịch, nhưng không có nghĩa rằng tất cả các chủng đều biểu hiện rõ ràng của suy giảm miễn dịch, mà chỉ có một số chủng. Bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều sắc tiếp khác nhau. Thì cái slide này tôi chỉ có mấy cái thông điệp chính mà tôi muốn chia sẻ ngắn gọn ha, để các anh chị hình dung được cái vấn đề. Tôi chuyển qua cái ý thứ hai trong cái phần bệnh này, đó là dịch tễ. Chắc có lẽ là không, các anh chị đã biết quá rõ cái chuyện này rồi, vì cái con đường truyền lây của nó sẽ liên quan đến là tuyến nước bọt, qua nước bọt. Và chính vì lý do đó cho nên cái hành vi hung hăng của mèo, đó là một trong những cái cơ chế truyền lây chính. Nó cắn nhau, nó thể hiện cái bệnh lý này một cách rõ ràng. Và người ta ghi nhận trên, về mặt dịch tễ, người ta ghi nhận là cái lứa tuổi này, lớn tuổi này, thái tính này, nuôi thả này, thì đó là những cái yếu tố mà nó góp phần làm cho gia tăng bệnh lý này xảy ra trong thực tế. Có mấy cái điểm chính như vậy. Có muôn liệt kê rất nhiều yếu tố, nhưng mà có ba yếu tố chính mà ảnh hưởng trực tiếp và thấy rõ ràng nhất là tuổi, thái tính và nuôi thả. Thì cái nguy cơ gây ra cái biểu hiện lâm sàng một cách rõ rệt nhất. Điểm thứ hai là người ta thấy cái tỷ lệ này nhiễm ở Bắc Mỹ là 2,5%. Các anh chị thắc mắc, ủa vậy Việt Nam có không? Thực ra tôi cũng xin lỗi là tôi không có được cái số liệu đó, nhưng mà tôi sẽ có một cái bảng là khu vực châu Á, Thái Bình Dương với cái tỷ lệ nhiễm bao nhiêu, thì các anh chị sẽ có một cái bức tranh chung ha. Nhưng mà trong một cái nguồn tài liệu tôi đọc được á, thì cái tỷ lệ lưu hành của cái kháng thể HIV này, tức là người ta lấy mẫu máu của con mèo, sau đó kiểm tra kháng thể, tại vì không có chủng ngừa vaccine thì người ta xác định có kháng thể, thì từ đó người ta tính cái tỷ lệ là nhiễm khoảng 2,5%. Cái điểm thứ ba về mặt dịch tễ đó là người ta ghi nhận cái virus này có trong tinh dịch của mèo đực. Cho nên á, trong một số trường hợp nếu như mà mình phối tự nhiên, gọi là nhân tạo đó, hay là kể cả tự nhiên cũng vậy thôi, thì nó là một trong những cái nguy cơ có thể truyền lây cái virus này thông qua cái đường giao phối. Và cái thứ tư á, ở đây á, là cái quá trình này người ta đã ghi nhận rồi các anh chị, tức là cái truyền lây mà từ mẹ sang con đó qua quá trình sinh đẻ, là một số nghiên cứu người ta có đề cập đến. Thì đây cũng là một trong những yếu tố dịch tễ mà chúng ta cần lưu ý ở cái bệnh này.
Về cái dịch tễ này thì người ta xem thử những yếu tố nào mà gọi là hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm, thì người ta thấy rằng là nếu mà khảo sát trên cái động vật trong đốt truyền lây qua đó giữa các mèo với nhau ở trong cái môi trường nuôi có hay không á thì ít xảy ra. Nhưng mà các anh chị lưu ý rằng như thế này, các cái con đường mà thông qua ngoài vết cắn cái gì đó, hồi nãy có nói là qua cái vết cắn nó hung hăng, cái hành vi nó biểu hiện hung hăng và nó qua cái nước bọt, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là cái lượng virus nó có thể lây nhiễm và xem như đó con đường chính. Nhưng mà ngoài cái con đường đó ra thì cái các con đường khác thì nó ít phổ biến hơn. Lý do tại sao vậy? Bởi vì cái nồng độ virus huyết cao trong thời gian ngắn. Các anh chị thắc mắc, ủa nước bọt với lại virus huyết có liên quan gì với nhau? Câu trả lời là liên quan rất chặt các anh chị ha. À, tại vì bản chất của nó đã sẽ thấm nhập qua các cái bề, gọi là cái biểu mô bề mặt niêm mạc. Cho nên là trong những cái trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng là lượng virus huyết nó tồn tại trong máu á, thời gian ngắn. Cho nên là qua cái thời gian đó rồi á, thì nước bọt, cái lượng virus ở trong nước bọt nó sẽ giảm theo cái mối tương quan giữa cái virus huyết và cái virus ở trong nước bọt. Cho nên nếu giả sử mà ngoài cái giai đoạn đó ra rồi thì cái việc mà lây nhiễm mà ngoài vết cắn thì nó sẽ ít phổ biến hơn. Đó, thì đấy là cái điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý. Và cái tỷ lệ mà lây nhiễm của FIV này là phân bổ khắp nơi trên toàn thế giới hết các anh chị. Có điều là chúng ta sẽ xem xét là cái tỷ lệ này nó sẽ rất là khác nhau tùy theo khu vực và cái lối sống, giống như nãy tôi đã chia sẻ với các anh chị, nó sẽ khác nhau tùy theo cái vùng dịch tễ. Thì đây nó sẽ có một cái bảng các anh chị. Cái bảng này là trong một cái bài báo 2020. Đối với tôi là cũng là cái nguồn tài liệu mới nhất mà để soạn cái bài này về cái dịch tễ đó các anh chị. Tôi cũng cố gắng tôi tìm coi thì cái dịch tễ khác nhau như thế nào, nhưng mà bài báo này rất là đáng tin cậy. Thì các anh chị thấy người ta tổng hợp luôn cho cả hai cái bệnh. Sau cái bệnh FIV này sẽ nói đến cái bệnh bạch cầu. Thì các anh chị sẽ thấy là cái FIV người ta đánh giá thông qua cái kiểm tra kháng thể, các anh chị, kháng thể có trong máu. Thì các anh chị sẽ thấy rằng là cái lượng mẫu người ta làm rất là kinh khủng, bởi vì người ta tổng hợp từ 2008 đến 2016 các anh chị nhá. Thì châu Á, Thái Bình Dương là cái bảng cái hàng cuối cùng, người ta kiểm tra là 81.201 test ở trên mèo. Và các anh chị sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ FIV ở trên mèo á là 13%. Thì xem như ở cái bảng này là chúng ta gần như xem với ba khu vực này, Trung Mỹ, Caribe này và cái nữa là Trung Đông, thì cũng như là Trung Đông và Châu Phi ha, cũng như là gần như châu Á chúng ta, thì là 14% là cao nhất ha. Thì chỉ như là cái quần thể mẫu ở đây thì người ta kiểm tra chỉ có 4.787 thôi, còn cái khu vực châu Á là chúng ta người ta test tới 81.201, cho nên cái độ tin cậy cũng khá là cao. Thì qua cái bảng này á, để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng nằm trong cái vùng nguy cơ. Tôi chỉ gửi một thông điệp như vậy thôi, thì vùng nguy cơ nhiễm cái FIV khá cao anh chị ạ. So với cái bệnh bạch cầu thì chỉ có 6% thôi, còn liên quan đến cái FIV này thì chúng ta thấy gần như hơn gấp đôi về cái tỷ lệ nhiễm, coi như là cái dịch tễ bệnh đến cái thời điểm mà có được cái tư liệu cho khu vực, cho tất cả các nơi trên toàn thế giới luôn, thì các anh chị thấy là cái dữ liệu này cũng có một giá trị để chúng ta tham khảo đánh giá cái hiện trạng của bệnh ha. Độ tuổi trung bình thì người ta thấy thế này, mèo khỏe mạnh bị nhiễm bệnh tự nhiên là khoảng 3 năm tuổi á, còn những mèo mà bị bệnh tự nhiên mà có cái dấu hiệu lâm sàng là tương ứng đến 10 năm các anh chị. Cho nên á, cái câu chuyện mà cũng khá là hay khi mà tìm hiểu về bệnh trên mèo, nó một cái, tức là cái đặc điểm của giống loài, các anh chị thấy không, cái nhiễm trùng tiềm ẩn mà kéo dài đến 7 năm sau các anh chị, 7 năm sau lúc đó nó mới biểu hiện lâm sàng. Cho nên là cái khoảng thời gian nhiễm tiềm ẩn này nó dài, nó quá là dài luôn á, 7 năm. Đó, thì đây là cái dữ liệu cũng chia sẻ với các anh chị, tại vì tất cả những cái thông tin này đều từ textbook rồi từ những cái bài báo đáng tin cậy. Cho nên là những cái con số trong cái bài báo cáo là tôi phải kiểm tra tới, kiểm tra lui, tại vì sai một con số có nghĩa là thông tin nó đã sai lệch, cho nên là cần phải chuẩn theo các cái thông tin từ các cái nghiên cứu. Thì đây là một cái thông điệp cũng khá là hay để chúng ta thấy rằng là chúng ta phải gọi là đối phó với cái FIV này cũng về mặt an toàn sinh học các anh chị ha, là phải lưu ý, bởi vì với cái nhiễm trùng tiềm ẩn thì các anh chị biết rồi, nó cái nguy cơ nó sẽ khá là cao trong cái việc mà phòng của cái bệnh này, đúng không ạ? Đấy là cái thông điệp về độ tuổi liên quan đến dịch tễ. Chúng ta qua đến cái phần thứ ba của bệnh này, đó là cơ chế. Các anh chị thấy là có một điểm rất đặc biệt, tại sao tôi phải nhắc cái phần miễn dịch từ đầu tiên, đó là FIV này sao chép trong một số loại tế bào miễn dịch, bao gồm cả tế bào lympho T
Hồi nãy có chia sẻ các anh chị, T là liên quan đến miễn dịch qua trung gian tế bào, rồi sao chép trong tế bào lympho B, rồi sao chép trong đại thực bào, tức là cái tế bào mono đó, bạch cầu đơn nhân ở trong máu, ta gọi là bạch cầu đơn nhân. Còn khi nó đi ra ngoài vùng viêm hay là ngoại vi để nó tham gia cái chức năng miễn dịch của nó tiêu diệt mầm bệnh đó, thì lúc đó nó mang tên là đại thực bào các anh chị. Rồi một cái cơ chế, một cái tế bào thứ tư nữa có liên quan tới tế bào hình sao, tế bào bạch tuộc, tế bào hình tua, là đó là những tế bào trình diện kháng nguyên. Đấy, mà con virus này sao chép chân lên ở trong tế bào này. Và như vậy các anh chị sẽ thấy rằng là T và B thì tham gia trong miễn dịch dịch thể, T là trung gian tế bào, B là dịch thể trong miễn dịch đặc hiệu. Rồi đại thực bào và tế bào hình sao cũng là tế bào trình diện kháng nguyên nữa. Thì đúng nghĩa luôn cái từ tại sao người ta gọi là bệnh suy giảm miễn dịch trên mèo, nó tấn công vào sào huyệt của cơ quan miễn dịch. Đấy là cái cơ sở mà tại sao khi đề cập đến, tại vì tôi có chia sẻ với các chị nó có những cái điều rất là hay, tại vì cái virus này nó có cái cấu trúc tương tự với HIV, cho nên có nhiều chuyện để nói lắm. Phạm vi của bài hôm nay thì không thể nào mà mở rộng lên được, nhưng mà các anh chị sẽ gọi là đồng ý với tôi rằng là vì nó mang tên suy giảm miễn dịch cho nên nó tấn công trên các cái cơ quan tế bào lympho, rồi các tế bào của cơ quan miễn dịch. Thế thì các anh chị sẽ thắc mắc, tôi xin nhắc lại rất là gọn ha các anh chị ha. Các anh chị sẽ thấy rằng là cái dòng tế bào lympho T này này, hồi nãy có nói đến CD4 và CD8. Thì các anh chị thấy là ủa cái CD4, CD8 là cái gì? Thì tôi chỉ nhắc ngắn gọn thôi. Chính các cái CD4 này chính là các tế bào T giúp đỡ. Chúng ta học bác sĩ thú y là chắc là đã quá rõ chuyện này. Và từ đó nó sẽ hình thành các cái dòng tế bào nhớ. Như vậy trong miễn dịch qua trung gian tế bào, nó sẽ có hình thành các dòng tế bào nhớ. Rồi, các anh chị sẽ thấy là cái tế bào CD8 này là liên quan đến T gây độc tế bào và lại cũng hình thành các tế bào nhớ. Cái T gây độc tế bào này có nghĩa là sao? Khi mà con mèo á nó nhiễm bất kỳ một loại virus nào thì cái miễn dịch qua trung gian tế bào này nó sẽ nhờ cái T gây độc tế bào này để tiêu diệt các tế bào nhiễm, để nó loại trừ cái virus đó ra bên ngoài. Nhưng mà các anh chị thấy cái con virus MIV này á thì nó lại nhân lên ở trong quần thể của tế bào CD4 và CD8. Điều đó có nghĩa rằng tôi gửi đến các anh chị một thông điệp thôi: hệ thống miễn dịch trong miễn dịch qua trung gian tế bào thất thủ. Và như vậy giả sử có cái chương trình chủng ngừa vaccine khác ở trên mèo đi, mà trong thực tế chúng ta thấy rằng là có những bệnh liên quan á, thì nó cũng sẽ không hình thành được các cái dòng tế bào nhớ này. Thì như vậy là gọi là suy giảm miễn dịch thì đúng quá rồi. Mà đâu phải chỉ có T không, nó tấn công luôn cả B trong miễn dịch dịch thể nữa, thì đó là thất thủ hoàn toàn rồi. Rồi các anh chị sẽ thấy rằng là vậy CD4, CD8 là gì? Các anh chị thắc mắc không biết là cái gì? Tôi lấy một ví dụ rất là hay để các anh chị coi này nha. Cái CD8 này, các anh chị nhìn nha. Đây là một tế bào nhiễm, infected cell. Tức là những cái con virus này nằm ở trong này, nằm trong tế bào chất này. Thì cái cơ chế là virus ký sinh nội bào, còn vi khuẩn là ngoại bào. Thì các anh chị sẽ thấy là các cái tế bào nhiễm virus, nó có virus nằm bên trong. Thì cái cơ chế các tế bào mà T gây độc tế bào này, nó diệt các tế bào nhiễm bằng cách nào? Đó, hay lắm các anh chị. Nó tới sẽ nhận diện được các cái protein kháng nguyên ở trên bề mặt các anh chị. Và khi cái protein kháng nguyên ở trên bề mặt này á, nó thể hiện qua cái bề mặt, thì các cái tế bào T gây độc tế bào này nó được kích hoạt, activated, và nó tới nó nhận diện theo cái cơ chế ổ khóa và chìa khóa. Cái thụ thể trên tế bào T gây độc này nó sẽ tiếp nhận với cái thụ thể có trên tế bào gây nhiễm. Và khi nó tiếp nhận như vậy xong rồi các anh chị sẽ nói truyền các cái tín hiệu, gọi là các cái enzyme. Ví dụ ở đây hai cái enzyme người ta đưa ra này, tức là granzyme và cái porphyrin này, và nó tiết ra cho nó. Các anh chị sẽ thấy là cái tế bào nhiễm này sao ạ? Là hư hại. Hư hại đó có nghĩa là gì? Ngăn cản cái sự nhân lên của virus, phát tán của virus. Thế thì giờ cái con virus MIV mèo này á, tấn công ở trên hay là nhân lên ở trong cái tế bào T gây độc tế bào này. Và như vậy cái khả năng mà tiêu diệt các cái mầm bệnh do virus của miễn dịch qua trung gian tế bào, đặc biệt cụ thể tế bào lympho T gây độc này, thất thủ. Cho nên là trên quần thể mà nếu như mà mèo á nó nhiễm càng nhiều cái virus này, có nghĩa là cái nguy cơ chúng ta kiểm soát các bệnh khác, mà ở đây không phải chỉ nói là bệnh virus không các chị ha, nó lại tạo tiền đề cho phụ nhiễm các cái vi khuẩn nấm ký sinh khác, và như vậy chúng ta sẽ rất khó kiểm soát các bệnh đó. Nó rất là hay các anh chị, khi đề cập về cái MIV này á, phải nói là
có cơ hội sẽ nói liên quan đến một cái câu chuyện trọn vẹn để giải quyết tại sao mà FAV người ta khá là nghiên cứu khá là nhiều, bởi vì nó liên quan cái cơ chế miễn dịch phòng thủ của nó. Thì đây là một cái hình để tôi muốn minh họa với các anh chị tại sao mà sự nhân lên của virus này trong cái tế bào miễn dịch nó làm cho virus này trở nên là cái sức đề kháng của nó trở nên rất là yếu. Và giải thích kỹ cái này xong rồi các anh chị sẽ thấy tôi sẽ có hai cái slide là tại sao mà virus này nhiễm, một cái là virus cơ hội, tức là các mầm bệnh cơ hội đầy nhóc luôn, tức là hai cái bảng như vậy luôn để cho thấy rằng là nó thấp thủ cái hệ thống miễn dịch thì cái khả năng mà bảo vệ chống vật chống các cái mầm bệnh thì không thể rồi, tức là nó sẽ suy yếu đi, đúng không ạ? Thì đấy là cái giải thích về cái cơ chế mà liên quan đến suy giảm miễn dịch. Và như vậy tôi sẽ có hai cái slide để chia sẻ với các chị về cơ chế sinh bệnh này, nó rất là rõ. Virus này nó nhân lên các tế bào T, tế bào B, các chị ha. Rồi các anh chị thấy là đại thực bào, rồi kể cả đó là những cái cơ quan chính ha, tế bào chính ha, rồi kể cả tế bào thần kinh đó, của cái hệ thống cơ thể. Và các anh chị thấy không, lúc đó nó sẽ tạo cơ hội cho cái nhiễm, cái này là cái nhiễm cơ hội này, cái những cái bệnh cơ hội ha. Rồi sau đó nó sẽ lây, tức là nó phát tán cái mầm bệnh đi vào các cái cơ quan của hệ thống thần kinh và của cái cơ quan hạch lympho, các anh chị thấy không? Và nó đi đến là viremia, là nhiễm virus huyết đó. Và khi nó nhiễm virus huyết thì các anh chị sẽ thấy rằng là nó sẽ gây suy giảm miễn dịch thôi, mà gây suy giảm miễn dịch thì lại tạo tiền đề cho các cái vi sinh vật tạm gọi là phụ nhiễm cơ hội đó, nó nhảy vô, nó sẽ xâm nhập. Và các anh chị thấy là cái hậu quả của nó sẽ làm giảm cái miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào đó. Thì đấy là cái bức tranh chung. Rồi sau đó chúng ta có một cái hình, đây cái hình này là hình chi tiết, các anh chị thấy là để minh họa và kết lại vấn đề, các anh chị thấy là virus này dù cho cái tài liệu nào đi nữa, các anh chị cũng sẽ thấy là ảnh hưởng khá rõ ràng ở trên tế bào B và tế bào T, kể cả các cái đại thực bào, đúng không các anh chị? Đó. Rồi nó làm suy giảm cái CD4 này và nó làm thay đổi các cái cytokine mà được phóng thích ra từ tế bào CD4 này. Thì có lần cũng đã chia sẻ với các anh chị cái khái niệm về bão cytokine đó các anh chị. Thực ra thì ở trên mèo á, với bệnh này người ta chưa có đề cập đến cái khái niệm là bão cytokine, nhưng người ta chỉ dùng cái từ là cytokine alteration, tức là làm thay đổi cái sự phóng thích của các cytokine. Và khi sẽ thay đổi sự phóng thích của các cytokine thì các anh chị thấy là sẽ nó rối loạn cái điều hòa miễn dịch. Và khi nó rối loạn điều hòa miễn dịch cho nên các anh chị sẽ thấy rằng là mất đi cái chức năng miễn dịch, hay là giảm cái chức năng miễn dịch của nó một cách khá là rõ ràng đó. Rồi đồng thời các anh chị sẽ thấy rằng là nó theo cái hệ thống tuần hoàn đi đến cơ quan lympho và hệ thống thần kinh trung ương, và do đó nó sẽ có những cái biểu hiện hành vi ở trên cái hệ thống thần kinh, vì nó gây độc cái hệ thống thần kinh các anh chị ha. Neurotoxicity này nó gây ra cái thay đổi trên cái hệ thống thần kinh. Cái hình này rất là hay, thực ra dựa trên cái hình này là để giải quyết được cái câu chuyện là liên quan đến triệu chứng lâm sàng và những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết liên quan đến bệnh đó. Rồi cái nhóm bên này các anh chị sẽ thấy nó sẽ liên quan đến các cái yếu tố gọi là cơ hội dẫn đến cái sự gia tăng của mầm bệnh, bao gồm các vi sinh vật này, kể cả ung thư này, kể cả cái việc mà ăn uống, chế độ ăn uống nó sẽ ảnh hưởng đó. Và nó tiếp tục như thế nó sẽ ảnh hưởng luôn cả cái hệ thống. Và cuối cùng các anh chị sẽ thấy rằng là cái hệ thống miễn dịch, anh chị thấy không, bất kỳ một cái vấn đề nào liên quan người ta đều đề cập hết về bản chất của bệnh này là gây suy giảm miễn dịch, do đó nó sẽ ảnh hưởng tác động đặc hiệu trên hệ thống miễn dịch qua trung gian tế bào và miễn dịch dịch thể. Và đây là một cái bức tranh tổng quát để chia sẻ với các anh chị về cái cơ chế tại sao virus này nó tấn công và nó gây ra những biểu hiện lâm sàng tập trung chủ yếu vào hai hệ thống, một là hệ thống miễn dịch và hai là hệ thống thần kinh. Đấy là cái thông điệp tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Và có một cái thông tin cũng khá là hay các anh chị, ở đây để các anh chị cũng ứng dụng cho lâm sàng. Đây là cái kết quả của URAX. Thì họ tổng kết rằng như vậy trong những cái trường hợp mà nhiễm cái HIV này á, thì đánh giá như thế nào các anh chị nhá. Ở đây người ta đề cập đến hai cái phương pháp là antibody, tức là kiểm tra kháng thể HIV này, và cái là PCR, thì các anh chị biết rồi. Thì ở cái giai đoạn mà nhiễm lâm sàng này, thì cái biểu hiện lâm sàng này suy giảm miễn dịch thể hiện rõ ở trên một số mèo, đúng không ạ? Sẽ nguy cơ mà nhiễm cái sinh vật thứ phát lên, kể cả của hệ thống cơ thể và kể cả ung thư. Thì lúc này các anh chị sẽ phải kiểm tra hai cái test, một cái test tức là dựa trên cái cơ chế sinh bệnh luôn mà ứng dụng trên lâm sàng đó anh chị nhé. Thì ở đây là mình sẽ kiểm tra là antibody là phải dương tính này, và cái thứ hai là PCR là phải dương tính đó. Ở đây là cái thể mà gọi là thể nhiễm lâm sàng các chị á. Nhưng mà người ta khá lo ngại ở cái nhiễm thể lâm sàng này, nếu mà giả sử
mà nó xảy ra ở cái gọi là cái trong cái quần thể mèo mà nhiều như vậy, nó sẽ tăng cái nguy cơ phát tán cái virus ra ngoài, đúng không ạ? Giống như cái cơ chế cái dịch thể mà nãy tôi có nói đến cái con đường truyền lây. Và một cái điểm nữa là chính vì những cái con mèo mà nó nhiễm, mà đặc biệt ở cái giai đoạn lâm sàng như vậy, thì các anh chị sẽ thấy rằng là nó sẽ bài thải virus ra ngoài thông qua nước bọt, thành vi cắn nhau đó, thì nó sẽ góp phần lây nhiễm cho những con mèo âm tính này. Và khi đó các anh chị sẽ thấy nó lây nhiễm như vậy thì nó sẽ dẫn đến là thể hiện ở cái pha cấp tính. Và khi ở cái pha cấp tính này, các anh chị thấy lâm sàng biểu hiện gì đây? Sốt nhẹ ha, chán ăn ha, và đó, các cái hạch bạch huyết á, nó sưng lên, nó có những cái bệnh lý ở trên hạch bạch huyết, và cái thời gian kéo dài của nó khoảng 1 đến 3 tháng. Thì khi đó người ta kiểm tra đó thì kháng thể dương tính này và FCR cái PCR là dương tính. Rồi nó sẽ dẫn đến một cái thể nữa, nó sẽ tùy theo cái gì, có thể là cái gọi là dấu hiệu thầm lặng đó, triệu chứng lâm sàng không rõ ràng. Thì kiểm tra cái kháng thể, chúng ta có thể thấy là kháng thể dương tính, nhưng mà PCR này có thể âm tính mà cũng có thể dương tính, nó tùy theo cái nồng độ virus của nó. Thì đây là một cái dựa trên cái cơ chế sinh bệnh, nhưng mà nó giúp cho chúng ta có cái ứng dụng ở trên lâm sàng là tùy theo cái giai đoạn mà nó đang nhiễm virus thì chúng ta có thể có những cái test để đánh giá cái nhiễm đó, và nó có cái cơ sở là dựa trên cái cơ chế sinh bệnh. Thì tôi có ba cái hình như vậy để nói về cơ chế sinh bệnh, là nó dẫn đến cái ứng dụng lâm sàng là triệu chứng lâm sàng sao, kết quả xét nghiệm rằng sao và chẩn đoán bệnh rằng sao, các anh chị ha. Rồi, dựa trên ba cái hình vừa chia sẻ vừa rồi á, thì xin đi vào chi tiết hơn các vấn đề sau đây. Thứ nhất là cái giai đoạn đầu của nhiễm trùng á, chúng ta sẽ thấy rằng là sốt nhẹ giống như nãy đã đề cập, giảm bạch cầu, các anh chị cũng đã rõ rồi tại sao giảm bạch cầu, và nó nổi hạch toàn thân trên các hạch bạch huyết ở trên mèo thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Còn ở cái thể cận lâm sàng này á, thì cái thời gian nó sẽ thay đổi tùy theo cái nồng độ của virus, đúng không? Liên quan đến nồng độ virus và nó liên quan đến cái tuổi của con mèo, thì cái mức độ đó có thể kéo dài khác nhau. Và các anh chị thấy là hồi nãy á, cái độ tuổi là 3 năm tuổi, và nó có thể kéo dài đến biểu hiện lâm sàng tới 10 năm tuổi. Có nghĩa là trong cái thời gian đó nó sẽ biến động. Cái hai cái yếu tố mà người ta đề cập quan trọng nhất là đến chủng virus. Và cái chủng virus thì hồi nãy đã giải thích với các anh chị rồi, tại vì nó có rất nhiều subtype khác nhau, có nhiều subtype khác nhau. Và thứ hai là lứa tuổi của nó, mà tuổi càng lớn thì các anh chị nãy đã chia sẻ rồi ha, đã chia sẻ với các anh chị, thì cái nguy cơ của nó sẽ, tại vì khi đó cái sức đề kháng nó giảm thì cái nguy cơ biểu hiện lâm sàng nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy, thì đây là cái thể cận lâm sàng. Rồi sau đó thì các anh chị, ở những trường hợp mà qua cái thể mà cận lâm sàng đó rồi nó nhiễm chuyển sang cái giai đoạn là mãn tính, hoặc là nó nhiễm trùng tự nhiên, thì người ta ghi nhận rằng là kiểm tra cái số lượng tế bào lympho CD, tức là lympho T mà CD4 này á, CD4 này nè, các anh chị đã được tôi giải thích rồi ở trên ha, CD4 và CD8, đặc biệt là CD4 này nó sẽ liên quan đến và hoặc khá là giải phóng các cái cytokine để điều hòa miễn dịch. Cho nên là các anh chị thấy là cái ý ở đây người ta đề cập liền đó là khi mà cái nhiễm ở giai đoạn mà gọi là mãn tính mà kéo dài như vậy á, thì nó sẽ dẫn đến là nó suy giảm cái quần thể tế bào lympho CD4 này, và từ đó nó sẽ dẫn đến cái gọi là giảm sản xuất cytokine, mà đặc biệt là cái interleukin 2 và 10. Thì tôi có một cái hình để minh họa cái một ví dụ thôi để các anh chị thấy cái giá trị của các cytokine này nó sẽ như thế nào. Và một cái điểm nữa là ở những cái ca như thế này thì người ta cũng sẽ thấy rằng là bạch cầu trung tính và tế bào giết tự nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng. Cho nên đúng là đúng nghĩa là tại sao mà khi nó nhiễm cái virus này thì cái cơ hội để nhiễm trùng thứ phát nó sẽ cao hơn là như vậy. Thì đây là cái hình để minh họa với chúng ta là cái vai trò của bạch cầu, chức năng bạch cầu trung tính nó tiêu diệt các cái mầm bệnh. Thì các chị thấy đây là một cái con vi khuẩn ha, thì bạch cầu trung tính từ cái giai đoạn mà hoang động này đến cái giai đoạn cuối cùng nó tiêu diệt cái mầm bệnh. Thì khi mà nó nhiễm cái virus này thì cái chức năng này nó sẽ bị suy giảm đi, nó bị ảnh hưởng rất là rõ. Do đó khi mà nó ảnh hưởng như vậy có nghĩa là nó tăng nguy cơ để nhiễm các cái vi sinh vật thứ phát, hay là cơ hội có mặt ở đó và nó tăng lên cùng với lại cái bệnh lý này. Thì đấy là cái chức năng của bạch cầu trung tính và các tế bào diệt tự nhiên nó cũng sẽ giảm như vậy. Còn các anh chị sẽ thắc mắc là ủa như vậy interleukin 2 giá trị gì mà tại sao nó liên quan đến cái bệnh này? Thì các anh chị thấy là vai trò của interleukin 2 này hay lắm. Nó sẽ tham gia hoạt hóa các cái đại thực bào để tiêu diệt mầm bệnh. Nó sẽ tham gia hoạt hóa các cái nhóm tế bào giết tự nhiên NK này này để tăng cái khả năng gọi là tiêu diệt các tế bào nhiễm. Nó sẽ tăng cường hoạt hóa tế bào B này để tăng cường sản xuất kháng thể. Nó sẽ hoạt hóa nhóm tế bào T giúp đỡ này để tăng cường các hoạt động của gian tế bào và kể cả cái T điều khiển nữa. Cho nên á, khi mà con mèo nó bị FAV này, nó tấn công
Và ở đặc biệt ở cái giai đoạn mà nhiễm trùng mãn tính như này thì gần như là hệ thống miễn dịch nó suy yếu dữ lắm luôn. Tại vì lúc này là gần như các cái hệ thống miễn dịch của cơ thể con mèo á là nó suy giảm gần như đồng bộ. Cho nên là tại sao mà người ta hay gọi cái này giống như là sida mèo đúng không? Cái chắc là các anh chị làm lâm sàng thì các anh chị cũng đã rõ. Tại cái cơ chế của nó cũng giống cái kiểu của HIV trên người, nó làm suy giảm cả hệ thống miễn dịch. Cho nên các anh chị thấy là những cái bệnh nhân mà bị HIV trên người cũng vậy. Cái giai đoạn sau mà hệ thống miễn dịch của con người chúng ta mà suy kiệt nó vài rồi là khâu nó nhiễm tùm lum hết các anh chị. Tức là cái hậu của HIV các anh chị cũng đã nghe nói rồi, nào là nhiễm nấm, nào nhiễm khuẩn, nào nhiễm ký sinh trùng vân vân. Tại gần như nó tê liệt hết cả cái hệ thống miễn dịch của cơ thể. Thì đấy là cái cơ chế. Cho nên tôi mới nói là có thời gian đi sâu một bệnh là các anh chị sẽ thấy có rất nhiều vấn đề liên quan khá là hay để giải quyết. Và khi tôi chia sẻ cái cơ chế này để nói đến một cái chuyện là gì, trong cái việc can thiệp nó cũng không phải dễ các anh chị. Tại vì nó gần như nó làm cho cái hệ thống miễn dịch của cơ thể là thấp thủ hết, thì làm sao mà có cái khả năng phòng thủ, gọi là tăng cái khả năng loại thải cái mầm bệnh ra ngoài được, đúng không ạ? Như vậy từ cái cơ chế đó xong mình sẽ đi qua tiếp cái phần là miễn dịch. Thì có một vài cái slide ha. Người ta thấy rằng là trong một số trường hợp thì thấy cái miễn dịch dịch thể nó có biểu hiện là bình thường, nhưng mà đa số thì có ảnh hưởng tác động trực tiếp. Rồi cái thứ hai này, đây tác động trực tiếp ở đây này là từ cái tác động của trên cái tấm màu lympho B không đặc hiệu này, tức là cái sự phát triển của cái bệnh gamma, cái gammopathy này trên cái dòng tế bào lympho B này, và nó dẫn đến là sản xuất ra các protein bất thường. Đây các anh chị, tôi có giải thích ở đây ha. Như vậy nó ảnh hưởng lên sao? Nó rối loạn các tế bào bạch cầu sản xuất ra cái kháng thể, tức là từ tế bào bạch cầu lympho B thành tương bào để sản xuất ra kháng thể. Thì lúc này nó làm rối loạn các cái hoạt động của cái tế bào sản xuất ra kháng thể này, và nó tạo ra những cái protein bất thường đó. Thì cái bệnh lý này là nó có thể gây ra cái cơ chế như vậy trong cái miễn dịch dịch thể. Còn với miễn dịch qua trung gian tế bào thì các anh chị sẽ thấy, các anh chị sẽ quan tâm tiếp các loại các cái ý sau đây. Thứ nhất là nó sẽ liên quan đến, tại nó kéo dài từ vài tháng đến vài năm, thậm chí là cả gần 7-8 năm sau nó mới bị hiện lâm sàng một cách rõ rệt á. Cái cơ chế của nó cũng giống như cái kiểu là phát triển HIV tại người, tức là S tại người ha. Rồi đồng nhiễm thì nãy giờ cũng đã giải thích khá rõ rồi. Tuy nhiên có một cái điểm mà cũng khá là lý thú, người ta có ghi nhận một cái trường hợp trong một nghiên cứu thế này các anh chị, tức là không xác định được cái tình trạng suy giảm miễn dịch của cái HIV này trong những cái trường hợp sau đây. Ví dụ như là nhiễm cái vi khuẩn gây thiếu máu truyền nhiễm mycoplasma này ha, rồi ký sinh trùng, cái toxoplasma gondii, rồi hai cái loại virus này là các anh chị đã quá rõ rồi. Tại vì cả hai loại virus này là gây ra những cái dấu hiệu rất là nghiêm trọng trên hệ thống hô hấp của mèo, bao gồm là herpes và calici. Thì trong một cái tài liệu người ta có tổng kết là một vài cái nghiên cứu thì cho thấy rằng là không có xác định được cái tình trạng suy giảm miễn dịch rõ ràng trong những cái ca này. Nhưng mà đấy cũng là một cái thông tin cũng muốn chia sẻ với các anh chị để chúng ta có một cái nhìn đa chiều về cái virus này. Như tôi đã nói ở trên á, thì nó do bệnh nó kéo dài, cho nên nó từ 3 năm tuổi cho đến 10 năm tuổi tùy theo, nó có thể sớm có thể trễ hơn, là trung bình như thế. Thì nó sẽ chia ra các cái giai đoạn, và từng cái giai đoạn này dựa trên cái cơ chế sinh bệnh á, thì người ta chia sẻ với chúng ta một vài cái điểm để chúng ta nhận diện. Ví dụ như trong những cái trường hợp mà cấp tính hoặc là cái dấu hiệu mà không chuyên biệt á, thì chúng ta ghi nhận là trên lâm sàng là thú nó có sốt này, đôi khi một số trường hợp hôn mê này, rồi một số trường hợp nó nổi hạch này, và chúng ta thấy là nó sụt cân. Thì ở những trường hợp này là vài tuần đến vài tháng thôi, thì chúng ta sẽ thấy nó khá là rõ biểu hiện nhanh á. Nhưng mà các cái dấu hiệu thì các anh chị thấy không, nó rất là chung, như là sốt hay là nổi hạch nổi viết hay là sụt cân, thì chị sẽ thấy là gần như là nhiều bệnh nó có thể xảy ra như vậy. Rồi có một giai đoạn là tiềm ẩn không có triệu chứng gì cả, không có triệu chứng, nhưng mà lúc đó lấy mẫu gọi là máu để xét nghiệm ha các anh chị, thì người ta lại ghi nhận rằng là có sự giảm của tế bào lympho T CD4 nãy giờ có đề cập rất là nhiều. Và cái giai đoạn này là phải vài năm. Rồi đến một cái giai đoạn nữa có cái dấu hiệu lâm sàng nhưng mà không đặc hiệu, thì một loạt các cái triệu chứng lâm sàng tôi có liệt kê ở đây đó. Thì cái bài thì tôi sẽ gửi cho Vifavet, nếu mà các anh chị có quan tâm thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vifavet để có thêm thông tin. Nhưng mà gần như là tôi rất là cẩn thận, phải ngồi check lại từng cái thông tin một liên quan đến từng cái dấu hiệu lâm sàng như thế này. Vì cái việc mà liệt kê các cái triệu chứng lâm sàng này nó phải đúng với cái hiện trạng của cái bệnh. Thì người ta thấy rằng là cái dấu hiệu lâm sàng lúc đó không đặc hiệu, nó rất là lung tung, rất là nhiều cái loại khác nhau luôn. Kể cả các anh chị thấy là cái sự bất thường ở miệng thôi,
Thì cái viêm miệng này do rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau mà. Nhưng mà trong cái trường hợp này người ta thấy là do nó kết hợp với phụ nhiễm, cho nên nó dẫn đến có những cái bất thường ở miệng và cái thời gian nó có thể kéo dài đến vài tháng. Tới cái giai đoạn mà cuối cùng nhiễm trùng có triệu chứng này á, như nãy có 10 năm tuổi đó. Đó, thì các anh chị sẽ thấy rằng là ngoài các cái triệu chứng mà mô tả ở cái cột thứ ba này này, châu thứ ba này, thì nó còn có thêm các cái triệu chứng khác. Mà lúc này là dấu hiệu của suy giảm miễn dịch rất là rõ rồi, tăng bào, ung thư, và nó có dấu hiệu thần kinh hồi nãy có chia sẻ rồi. Tại cái con đường đi, cái cơ chế sinh bệnh của nó là đi vào hệ thống miễn dịch, và một cái thứ hai là đi vào hệ thống thần kinh. Cho nên cái hậu cuối cùng á, là chúng ta sẽ thấy rằng nó biểu hiện trên hệ thống thần kinh và biểu hiện trên cái hệ thống miễn dịch khá là rõ ràng. Thì đây là các cái giai đoạn. À, cũng chia sẻ rõ với các anh chị là có nhiều tài liệu khác nhau thì nó sẽ tách ra nhiều cái giai đoạn khác nhau, nhưng mà tôi thấy rằng là với một cái nguồn tài liệu, cái bản này tôi thấy là phù hợp, cho nên là tôi chọn cái thông tin để tôi đưa vào đây. Sở dĩ tôi phải giải thích rõ như vậy để các anh chị cũng không có gọi là confuse hay là lúng túng khi mà đọc những cái nguồn tài liệu khác. Nhưng mà ở đây là một cái sự phân định khá là rõ về về các cái giai đoạn của nhiễm FIV, dấu hiệu lâm sàng tương ứng và cái thời gian của nó như thế nào các anh chị ha. Đây, từ cái cơ chế đó thì chúng ta sẽ thấy là các cái dấu hiệu lâm sàng của FIV này nó sẽ phụ thuộc virus này đã chia sẻ rồi, các cái thứ phát tức là vi trùng cơ hội của đó, và hầu hết á, là chúng ta sẽ chẩn đoán ha, dựa trên cái huyết thanh dương tính, cái FIV dương tính. Nhưng nó có một cái điều rất là lạ các anh chị, tức là đôi khi có những con mèo hầu như chưa tiếp xúc với FIV, tức là cái tiếp xúc trực tiếp tự nhiên á, đó, thì cũng xảy ra ở những con mèo chưa tiếp xúc tự nhiên, thì lúc đó trong cái trường hợp này cái huyết thanh mà dương tính đó nó làm cho chúng ta khó chẩn đoán, đặc biệt là ở cái giai đoạn mà cận lâm sàng của cái nhiễm trùng. Thì có thể là ở đâu đó nó đã từng nhiễm rồi, nó đã từng nhiễm nhưng mà nó không biểu hiện rõ, nó tiềm ẩn, và chính lý do đó cho nên cái việc kiểm soát nó khá là khó khăn ở trên cái lâm sàng đối với lại cái FIV là như vậy. À, về cái xét nghiệm kháng thể FIV dương tính đó, thì có hai cái chuyện có liên quan. Một là không chứng tỏ sự suy giảm miễn dịch hoặc là bệnh từ FIV các anh chị nhé. Có kháng thể thì mình chỉ ghi nhận đó rằng là có nhiễm, chấm dứt ở đó thôi, chứ không phải dựa trên cái kháng thể đó để mình phán xét rằng thực sự con mèo này có suy giảm miễn dịch hoặc thực sự nó có bệnh chưa. Là cái nhiễm với cái bệnh hai cái thuật ngữ nó khác nhau, các anh chị đồng ý không? Đó, nhiễm là khác mà bệnh là khác. Dù khi nó nhiễm thì cái hệ thống miễn dịch trong cơ thể nó có cái đáp ứng để nó tạo ra, nhưng mà không tạo ra cái kháng thể, và kháng thể nó dương tính trong máu, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là con mèo bị suy giảm miễn dịch hoặc không có nghĩa rằng là con mèo bị bệnh FIV. Điểm thứ hai là không nhất thiết chỉ ra một tiên lượng xấu. Mình thấy cái kháng thể đó có, như vậy là nó có cái yếu tố nguy cơ để mình thấy rằng là con mèo này chúng ta cần phải xem xét, chứ không có nghĩa rằng nó nhiễm FIV xong mình kết luận nó suy giảm miễn dịch rồi mình cho rằng là ô cái tiên lượng của con mèo này khá xấu trong cái điều trị can thiệp, không có được. Và chính vì lý do đó cho nên các anh chị thấy cái ý số 2 này, khi nhiễm FIV dương tính rồi á, người ta mới xem xét xem là nó có đồng nhiễm với các bệnh truyền nhiễm khác hay không. Và trong những ca như thế này thì người ta lại yêu cầu chúng ta là phải trị các cái nhiễm trùng đó để làm sao nó giảm cái tác động, nó giảm cái gọi là ảnh hưởng của các cái nguyên nhân đồng nhiễm làm cho cái miễn dịch của con mèo đấy nó trầm trọng hơn. Do đó người ta yêu cầu là những cái trường hợp này không nhất thiết là mình nghi ngờ hay là mình đưa ra cái tiên lượng là xấu, nhưng mà mình sẽ can thiệp các cái điều trị nhiễm trùng để hỗ trợ cho cái ca bệnh này ở trên lâm sàng cái gì ha. Và cũng dựa trên cái ý đó cho nên tôi có hai cái bảng, hai slide nó cùng một bảng mà hai slide, thì các anh chị thấy là người ta liệt kê khá chi tiết luôn. Cái bảng này cũng khá là hay để các anh chị tham khảo nè. Ví dụ như là cái triệu chứng lâm sàng ở cái ngoài da, viêm tai thì ảnh hưởng nguyên phát này không có, nhưng mà lúc đó nó sẽ có cái thứ phát, tức là những cái con vi khuẩn cơ hội này hoặc là nấm cơ hội này nó sẽ tác động và nó làm cho cái bệnh lý lâm sàng này trở nên trầm trọng hơn, mặc dù nguyên phát không có các anh chị nhé. Nguyên phát là không có cái dấu hiệu là bệnh ngoài da hay viêm tai ngoài trên cái thực thể lâm sàng của nhiễm FIV. Nhưng mà nếu như trên con mèo có nhiễm FIV mà thêm các vi khuẩn cơ hội ở cái bảng cột tay phải này thì lúc đó biểu hiện ra bên ngoài của viêm tai ngoài, viêm tai và bệnh ngoài da thì nó sẽ trầm trọng hơn. Ý nghĩa của cái bảng này là như vậy. Thì khi các anh chị đọc cái bảng này các anh chị sẽ hiểu là cái thông điệp mà cần chuyển tải với chúng ta là gì. Rồi các anh chị sẽ thấy rằng là nếu giả sử cái triệu chứng lâm sàng này nè, cái dạ dày ruột, thì ảnh hưởng nguyên phát là có thể nó làm xáo trộn khi mà cái suy giảm miễn dịch đó các anh chị,
Tại vì cái hồi nãy có nói ở ngay từ đầu bài là cái hệ thống miễn dịch nó nằm khắp bộ phận của cơ thể luôn. Do đó nó tác động trên cái hệ thống cái hạch màng treo ruột. Và như vậy nó giảm cái gọi là chức năng của hạch màng treo ruột. Thì từ đó có nghĩa rằng cái hệ thống phòng thủ á, các cái mầm bệnh ngay tại cái phần ruột các anh chị nó sẽ bị ảnh hưởng. Các anh chị đồng ý không? Cho nên là khi mà có những cái mầm bệnh nào nó đi vào bên trong đó thì nó sẽ làm cho cái tiêu chảy ở mèo có thể xảy ra kể cả ruột non lẫn ruột già. Nhưng mà khi mà nó kết hợp thêm các cái vi khuẩn cơ hội này nữa, kể cả nấm cơ hội này nữa đó, thì các anh chị sẽ thấy rằng cái mức độ biểu hiện lâm sàng của nó sẽ trầm trọng hơn. Đó, ý là tôi muốn nói là như vậy. Cho nên á, các anh chị sẽ thấy rằng người ta liệt kê khá chi tiết ở trong cái IV trên các hệ thống luôn, tại vì nó đi theo cái hệ thống tuần hoàn, nó đi đến các cơ quan, cho nên các anh chị thấy ảnh hưởng rất nhiều luôn. Dạ dày ruột ha, viêm cầu thận ha, huyết học thì hồi nãy có đề cập đến cái con này là thiếu máu truyền nhiễm rồi, mycoplasma này, và thiếu máu không thể tạo rồi đấy, thì và ảnh hưởng luôn cả cái bạch cầu trung tính, kể cả giảm tiểu cầu luôn. Thì chúng ta cần lưu ý cái nhóm này để chúng ta can thiệp điều trị các cái tác nhân gọi là cơ hội. Rồi đối với ung thư đó, thì trong cái trường hợp này nó lại kết hợp với cái F, cái gọi là cái bạch cầu virus mà gây bệnh lý bạch cầu, chúng ta sẽ học tiếp vào phần phía sau này. Thì cho nên cả hai cái nhóm này nó, tôi phải nói trước, nó đi thành một cái nhóm luôn, là đều tác động trực tiếp, khá là trực tiếp đến cái cơ quan miễn dịch. Thì khi mà nó kết hợp với lại cái FLV này á, thì nó sẽ dẫn đến là cái rối loạn tủy xương và thậm chí là cái ung thư hạch nó sẽ tăng lên rất là rõ, rất là điển hình. Và gần như những cái ca đó thì thôi rất là khó can thiệp ở trên lâm sàng rồi ha. Rồi các anh chị sẽ thấy là thần kinh thì có tại hình lý bất thường là nguyên phát, vì là nó sẽ đi theo cái cơ chế sinh bệnh hồi nãy có chia sẻ với các anh chị rồi, đúng không? Nó sẽ tác động hệ thống thần kinh trên lâm sàng là có biểu hiện, và đó là nguyên nhân nguyên phát, ảnh hưởng nguyên phát. Nhưng mà khi nó kết hợp thêm các cái cơ hội này nữa đó, thì nó sẽ cái ảnh hưởng nguyên phát này nó sẽ trở nên trầm trọng hơn. Thì đấy là cái cách mà tôi chia sẻ để chúng ta có thể tìm hiểu thêm cái thông tin từ cái bảng này. Thì đó, các cái hội chứng tôi ghi là các hội chứng lâm sàng liên quan đến cái bài vi và các cái tác nhân cơ hội, thì các anh chị lưu ý. Và cũng từ cái bảng này thì tôi mới gửi đến cái thông điệp á, cái bài nó rất là logic từ trên dưới, là chỗ là có nhiễm đó và khi xác định được các tác nhân cơ hội thì lúc đó chúng ta phải điều trị các cái tác nhân cơ hội đó để làm sao. Và không có nghĩa rằng là khi nó nhiễm HIV đó là mình đưa ra một cái tiên lượng rất là xấu thì không phải, tại vì nó sẽ tùy thuộc vào cái tuổi và cái virus và cái thời gian nhiễm đó, cho nên cái mức độ nhiễm là 5-7 năm. Do đó mà trong suốt thời gian đó để kéo dài tuổi thọ của mèo thì mình sẽ lưu ý đến các tác nhân cơ hội để mình điều trị, để mình nâng điều trị tránh tác động trầm trọng và nâng cái sức đề kháng của con mèo lên. Thì gọi là cái thông điệp tôi chia sẻ như vậy ha. Một vài hình ảnh minh họa lâm sàng thôi. Viêm miệng như nãy giờ chia sẻ ha, viêm nướu khá là rõ. Hoặc là đây là một cái hình ở trong cái tài liệu, thì trên những con mèo mà bị nhiễm HIV ha. Rồi như vậy về triệu chứng lâm sàng tiên phát thì sốt, nổi hạch toàn thân đã chia sẻ. Còn nếu mà trong cái giai đoạn này nè, thì chúng ta sẽ thấy là thường suy giảm miễn dịch, thì chúng ta sẽ đánh giá các dấu hiệu lâm sàng. Nhưng mà chỉ là không đặc trưng các anh chị á. Ví dụ như chán ăn này, giảm cân này, mệt mỏi thì nó rất là chung chung giữa nhiều bệnh khác nhau. Rồi chúng ta lưu ý là các tác nhân mà nhiễm thứ phát á, thì nó sẽ liên quan đến các hệ thống cơ quan khác, thì chúng ta cần lưu ý. Và một cái điểm nữa là như nãy đã chia sẻ rồi, chúng ta xét nghiệm ra huyết thanh dương tính đó, cũng gì không có gì phải lo lắng. Chúng ta phải xem thử là các tác nhân tiềm ẩn khác là như thế nào và nó kết hợp phụ nhiễm ra làm sao ha. Một loại các cái hội chứng trên lâm sàng liên quan đến HIV có thể xảy ra đó. Thì cái bản hồi nãy là đã tóm lược lại ha, còn cái đây là diễn tả chi tiết hơn. Một cái hình ảnh mô tả là nó sẽ sưng cái hạch mỗi hạch đó, mỗi hạch trên mèo, và nó sẽ ảnh hưởng đến các cái hạch nội vi. Tùy theo cái gọi là tác động đến cái cơ quan nào thì nó sẽ biểu hiện rõ. Cho nên ở đây liệt kê một loạt các cái tác động của virus thì chúng ta sẽ tham khảo thêm ha các anh chị nhé. Rồi trong một cái báo cáo gần đây á, thì những cái con mèo mà bị nhiễm bệnh á, nhiễm tự nhiên các anh chị, là có liên quan đến protein niệu nhưng mà không tăng ure huyết ở thận các anh chị ha. Do đó ở đây một cái chi tiết mà tôi muốn chia sẻ là để nhìn nhận cái kết quả xét nghiệm protein niệu á trên những con mèo mà tăng lên thì chúng ta cũng phải lưu ý. Đây là một cái nghiên cứu mà ta có đề cập đến để chúng ta tham khảo thêm. Rồi những cái bất thường và hành vi thì đã chia sẻ rồi, bởi vì nó tác động đến hệ thống thần kinh cho nên nó biểu hiện cũng khá là phổ biến, khá rõ. Có hai cái biểu hiện hệ thống là thần kinh và suy giảm miễn dịch thì khá rõ rồi.
Rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là một số cái ảnh hưởng trên cái mắt anh chị ha, và những cái bất thường đối với là hệ thống thần kinh ngoại vi khi mà nó tác động nguyên phát thì cũng đã chia sẻ ở trên rồi. Còn một cái nhóm nữa cũng cần lưu ý là nhóm ung thư. Đó, đây là ba cái ý mà liên quan đến nhóm ung thư. Và với cái nhóm ung thư này thì nó ảnh hưởng gì? Nó có ba cái tác động. Một là phát hiện những con mèo chưa từng nhiễm HIV hoặc là nhiễm HIV thì đó là cái nguy cơ. Thứ hai nữa các anh chị sẽ thấy là cái mối lương gọi là tiên tương quan tiềm ẩn ha, liên quan tiềm ẩn giữa cái HIV và bệnh ác tính. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi muốn chắc với các anh chị là trên những cơ địa của mèo mà có các cái dấu hiệu ung thư thì người ta thấy rằng là mối tương quan giữa cái ung thư này với HIV là có. Đó là ý là muốn nói là như vậy. Cho nên các anh chị theo ý thứ nhất này có thể phát hiện ra những con mèo có nhiễm hoặc chưa nhiễm, tức là những cái khối u này có thể từ mèo nhiễm hoặc mèo chưa nhiễm. Nhưng mà cái ý số 2 có nghĩa rằng là giữa các con mèo nhiễm với khối u thì thấy có sự liên quan. Đó, đó là ý thứ hai. Và ý thứ ba nữa là trên những cái con mèo mà có nhiễm HIV, lúc đó là chưa có thể ung thư, nhưng mà từ cái nhiễm HIV thì nó lại là nguy cơ để phát triển ra các cái khối u bất thường. Thì đó là thông điệp ở trên slide này. Thì ba cái ý phía dưới tại sao tôi phải note vào 1, 2, 3, nó có liên quan đến ba cái giá trị như vậy về mặt lâm sàng. Thì các anh chị cần xem xét thêm khi chúng ta chẩn đoán ha các anh chị ha. Về mặt chẩn đoán thì chúng ta lưu ý cái gì? Thứ nhất là triệu chứng lâm sàng thì đã liệt kê ở trên, mặc dù là có thể không đặc trưng, không chuyên biệt lắm, nhưng mà đó là những dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ chúng ta cần lưu ý. Cái thứ hai là chúng ta lưu ý đến các cái xét nghiệm từ đầu đến đuôi là nhất quán rất rõ luôn là ảnh hưởng trực tiếp lên cái cơ quan miễn dịch. Cho nên trong những trường hợp này người ta xét nghiệm người ta thấy là bạch cầu trung tính nó giảm này, rồi nó giảm tiểu cầu này, hoặc là nó thiếu máu không tái tạo. Thì tôi có một cái slide để giúp cho các anh chị nếu mà chưa biết thì như thế nào gọi là thiếu máu tái tạo, thiếu máu không tái tạo dựa trên cái kết quả xét nghiệm. Cái tiêu chí này nó cũng khá là cần thiết, tôi không dám nói là quan trọng nhưng nó khá là cần thiết để giúp cho chúng ta trong cái chẩn đoán của bệnh lý HIV trên mèo các anh chị ha. Rồi xét nghiệm thì nó thấy là bạch cầu đơn nhân và cái bạch cầu lympho nó tăng lên, xảy ra ở một số mèo, và đặc biệt là những cái mèo mà nhiễm mãn tính này với cái vi sinh vật cơ hội giống như nãy có liệt kê ở cái bảng á, thì người ta thấy rằng là cái bạch cầu đơn nhân và cái bạch cầu lympho này nó sẽ tăng lên rất là đáng kể. Và đây là cái bảng, mặc dù cái tài liệu tham khảo là 2012 nhưng mà tới bây giờ tôi thấy vẫn có khá là có giá trị trong cái việc phân loại thiếu máu. Ở đây nó rất rõ trên mèo nha, còn cái giá trị phân loại thiếu máu trên chó là khác các anh chị ha. Cho nên là đừng có lấy cái bảng này mà áp dụng trên con chó là nó không chính xác các anh chị. Thì đây là cái bảng mà phân loại thiếu máu tái tạo và không tái tạo, thì ta dựa trên cái xét nghiệm là cái hồng cầu lưới các anh chị. Đó là một trong những cái chỉ tiêu là khá là có ý nghĩa trong cái phân loại về thiếu máu tái tạo và không tái tạo. Thì những cái gọi là cái kết quả xét nghiệm mà cái phần trăm hồng cầu lưới dưới 0.4% đó là thiếu máu không tái tạo, còn cái con số mà từ 0.5 cho đến 4% thì nó nằm vô cái nhóm tái tạo. Và tùy theo cái mức độ mà chúng ta sẽ thấy rằng là chia làm ba loại là tái tạo nhẹ, tái tạo trung bình hoặc là tái tạo thật sự. Thì đây là những cái giá trị mà hỗ trợ cho chúng ta thêm trong cái phần chẩn đoán các anh chị ha. Về kiểm tra tủy xương, trong một số trường hợp người ta rút để ta kiểm tra. Đặc biệt là nếu mà ta nghi ngờ cái mối liên hệ giữa ung thư với HIV thì lúc đó phải làm sinh thiết và kiểm tra cái mô bệnh học với các anh chị. Tại vì cái mô bệnh học là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lý ung thư. Thì trong những cái trường hợp này nếu mà giả sử ung thư học hoặc là ung thư bạch cầu thì chắc chắn là phải chọc hút tủy xương thôi của mèo để kiểm tra. Thì trong những cái trường hợp mà nếu nghi ngờ trên lâm sàng rồi kiểm tra cái này dương tính nữa thì cái khả năng nó rất là cao. Và cái mối tương quan thì hồi nãy đã chia sẻ với các anh chị cũng khá là rõ rồi ha. Rồi một cái điểm nữa các anh chị thấy trong chẩn đoán mà hiện nay kể cả trên người HIV các anh chị người ta cũng hay làm cái chỉ tiêu này này, CD4 và CD8 này này cũng khá là phổ biến. Vì trong những cái trường hợp mà nó bị HIV này thì nó ảnh hưởng đến cái quần thể này khá là rõ, nó giảm cái sự tiến triển của lympho CD4. Thì nãy cái bản ở trên tôi đã giải thích rồi, rồi nó đảo ngược lại cái tỷ lệ CD4 và CD8, cho nên là cũng khá rõ có giá trị trong cái việc chẩn đoán ha. Rồi một cái điểm nữa là chúng ta sẽ xét nghiệm một số cái chỉ tiêu sinh hóa thanh nó bất thường, nó sẽ liên quan đến cái hội chứng này xảy ra. Rồi cái bệnh mà gammopathy này hồi nãy đã chia sẻ với các anh chị rồi, nó sẽ liên quan đến. Và như vậy thì nó có một cái bảng này các anh chị, tôi không biết là các anh chị trong thực tế có áp dụng cái test nhanh có kit này không,
Nhưng mà trong cái tài liệu này người ta có đề cập đến, tại vì hai cái nhóm virus này á, FIV và bệnh bạch cầu này, FNLV này, nó sẽ liên quan đến cái retrovirus, cho nên là cái bảng này nó đi chung này. Thì ta đề cập đến cái FIV thì các anh chị thấy là nếu mà positive, tức là test bằng cái box chip này này, hoặc là chúng ta có thể kiểm tra kháng nguyên các anh chị, cái test kit này đó, kiểm tra kháng nguyên và cái kiểm tra kháng thể ha các anh chị ha, tùy theo. Thì FIV này nó dương tính thì lúc đó người ta sẽ qua một cái mức 2, tức là mức sàng lọc này này, xong qua mức 2 là người ta làm PCR các anh chị, làm PCR. Nó giống như là cái kiểu mà trên người hiện nay mà làm cái COVID-19 này các anh chị. Đó. Rồi sau đó hoặc là người ta có thể làm cái kỹ thuật là Western blot trong phòng thí nghiệm, hoặc là cái kỹ thuật là làm lại một lần nữa cái test kit này các anh chị ha. Thì sau khi mà làm ở cái mức 2 này á, nếu mà dương tính á thì xem như là mình khẳng định là FIV dương tính. Nhưng mà nếu như âm tính á thì các anh chị sẽ thấy rằng là mình sẽ xem xét. Tại sao tôi dùng cái từ xem xét? Các anh chị thấy ở cái này negative này này, và người ta yêu cầu chúng ta phải retest lại này trong vòng 30 ngày. 20 ngày là của FNLV, tức là bạch cầu, bệnh bạch cầu. Còn với FIV á thì người ta yêu cầu là ngày, và nó sẽ tùy thuộc vào cái nguy cơ cao hay thấp nữa nha các anh chị ha, high risk này nữa. Nó sẽ tùy thuộc vào cái nguy cơ cao hay thấp nữa. Thực ra thì nếu giả sử trong trường hợp này, nếu nguy cơ cao thì 30 ngày, hoặc là nếu nguy cơ thấp thì có thể là chậm hơn 60 ngày. Nhưng mà cái lần thứ hai âm tính này không có nghĩa rằng, tại người ta dùng cái từ rất là rõ là unclear, có nghĩa là chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi, và từ đó chúng ta sẽ có cái retest trở lại để đánh giá. À, thì đây là các cái kỹ thuật chẩn đoán. Bây giờ nói đến cái điều trị, thì cái bảng này anh chị thấy rằng là nó chung cho cả FIV và FNLV. À, cả hai là đều sử dụng các cái nhóm thuốc này, cho nên tôi chiếu chung một bảng. Mà tới cái phần mà FNLV bệnh cầu á thì tôi không nói lại nữa ha. Thì các anh chị sẽ thấy rằng là có nhiều cái nhóm thuốc khác nhau được ứng dụng, và với cái đường cấp thuốc cũng đã được mô tả ở trong cái bảng này cũng khá là rõ ràng. Đấy, tùy theo cái từng loại thuốc, à, ví dụ như AZT này á, là một cái thuốc ức chế sự nhân lên của virus này các anh chị. Người ta cũng có nhiều cái nghiên cứu lắm để gọi là chứng minh cái hiệu quả của các loại thuốc này. Và trong cái bảng này đưa ra để các anh chị tham khảo, nó có giá trị, nó có những cái giá trị nhất định trong cái việc mà điều trị. Thực ra cái điều trị này có nghĩa là nó ngăn cản cái sự, gọi là ngăn cản cái sự nhân lên virus ở trong cái cơ thể của vật chủ. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng là nếu mà cái tình trạng lâm sàng mà nó nặng nề thì đúng là cái việc ứng dụng điều trị này, nó cái hiệu quả của nó sẽ không cao, hoặc là cái mức độ của nó sẽ không cao ha. Chỉ có một cái thông điệp mà trong cái slide này tôi muốn giải thích kỹ hơn, đó là interferon alpha. Các anh chị thấy là cái interferon alpha này, các anh chị thấy một số cái interferon alpha trên người ha, human này, và được ứng dụng ở Mỹ đó. Thì người ta có thể ứng dụng cái này để điều trị cho cái việc mèo nhiễm FIV hoặc là FNLV đó. Thì cái thông điệp này thì tôi muốn chia sẻ với cái gì đó. Ở đây nó có hai cái giá trị các anh chị đó, interferon alpha và một cái là interferon feline, tức là trên con mèo, tức là cho cái nhóm mèo. Còn người ta có thể ứng dụng cái interferon trên người, cái dấu sao đó là cho cái việc điều trị. Bởi vì hồi nãy có nói rồi, cái retrovirus này á thì nó có cái cấu trúc tương tự như HIV, virus HIV trên người, nhưng mà nó khác nhau về mặt cái kháng nguyên, thì đã có chia sẻ. Vậy thì tại sao cái interferon này là điều trị được? Và cũng nhân cái bài này cũng muốn nhấn mạnh với các anh chị là tại sao mà tôi còn phải giải thích kỹ cái này. Interferon là yếu tố cản nhiễm các anh chị ha, cản nhiễm, ngăn cản cái sự nhân lên của virus. Và interferon nó có nhiều loại, cho nên cần phải giải thích rõ tại sao ở đây chỉ có alpha thôi các anh chị nhé. Alpha, hoặc là nếu thị trường có beta thì cũng có thể sử dụng được, nhưng mà trong cái trường hợp này người ta nhấn mạnh chỉ có alpha, cho nên là tôi chỉ nói đến cái giá trị alpha thôi. Còn beta thì mặc dù beta về mặt cơ chế là có thể ức chế sự nhân lên của virus, nhưng mà chưa thấy có cái chỉ định nào đề cập ở trong cái chế độ điều trị mèo mà nhiễm FIV cả. Cho nên các anh chị lưu ý. Vậy thì hiểu rõ về interferon là như thế nào. Các anh chị thấy là bản chất của interferon nó là lycoprotein với cái đặc điểm là kháng virus. Và các anh chị cũng lưu ý dùm là interferon này nó là những loại cytokine và nó tác động gián tiếp với chị indirect. Và một cái ý thứ hai mà đậm ở đây đó là các anh chị cũng nhớ là non-specific, không đặc hiệu các anh chị nhé, hoạt động kháng virus nhưng mà không đặc hiệu. Cho nên đó lý do tại sao người ta mới sử dụng cái interferon alpha ở trên người điều trị trong những cái ca nhiễm của FIV trên mèo. Thì đó
nó có cái đặc tính này, non-specific, tức là không đặc hiệu, cái gì ha. Nhưng mà tại sao người ta sử dụng cái interferon alpha này được? Thì các anh chị sẽ nhìn ở cái hình kế tiếp. Rất hay các anh chị. Để tôi muốn giữ nguyên cái slide tiếng Anh, nhưng mà tôi có một cái hàng phía dưới này để chia sẻ với các anh chị này. Thì các anh chị thấy ở đây người ta viết từ Bose này. Cả cái interferon alpha và interferon beta này là có khả năng ức chế cái sự nhân lên virus của tế bào nhiễm. Đó. Ức chế mà ức chế theo cái cơ chế không đặc hiệu ha các anh chị ha, chứ không phải là đặc hiệu giống như cái miễn dịch thu được. Miễn dịch qua trung gian tế bào và miễn dịch dịch thể thì đấy là cái cơ chế là đặc hiệu, còn ở đây là theo cái cơ chế mà không đặc hiệu nhưng mà ức chế cái sự nhân lên của virus. Các anh chị đồng ý không? Vậy thì khi mình sử dụng cái interferon alpha này nó sẽ ức chế mình cách nào? Nó có một cái hình rất là hay để giải thích với các anh chị này. Đây. Khi có một cái tế bào nhiễm virus các anh chị ha, tế bào nhiễm virus virus infection này thì hồi nãy là virus nó nhân lên trong các tế bào bạch cầu, các anh chị cũng đã rõ rồi, hoặc là một số tế bào thần kinh nhưng mà chủ yếu là tế bào bạch cầu. Vậy thì khi nó nhân lên ở trong tế bào á thì chắc chắn nó sẽ sản xuất ra các loại cytokine các anh chị. Và cái cytokine đó nó chính là interferon. Rồi, các anh chị rõ chưa ạ? Nó sản xuất ra interferon. Thì khi mà nó sản xuất ra interferon này để làm cái gì? Các anh chị thấy rất là hay, chính các cái interferon này nè. Đó, các anh chị nhìn qua cái tế bào bên tay phải là tế bào là nhiễm virus đúng không? Đây, một tế bào nhiễm đây. Thì bây giờ là cái khả năng nhiễm này á nó do các tế bào ở từ phía bên này, bên trái á, nó nhiễm, đó là virus nó nhân lên nó mới xâm nhập vô bên này. Đó, là cái hình phía trên. Nhưng bây giờ khi mà cái hệ thống miễn dịch của con mèo nó khỏe mạnh, thì các cái tế bào nhiễm virus này nó sẽ phóng thích ra cái interferon alpha. Đó, là cái hình mà cam cam ở phía dưới đó, cái gì một loạt đó, thì nó phóng thích ra các cái loạt, các cái cytokine gọi là interferon alpha này. Và cái interferon alpha này nó mới đi tìm tới các receptor có mặt trên tế bào vật chủ này, nó lock lại. Các anh chị thấy là binds to receptor. Và khi nó lock lại như vậy á, thì nó sẽ truyền các cái tín hiệu signal cho cái tế bào gọi là cái nhân của tế bào vật chủ. Và từ đó nó sẽ tiết ra những cái tín hiệu để ngăn cản sự nhân lên của virus. Và như vậy nó sẽ phá hủy được cái con virus này, không có khả năng nhân lên ở trong cơ thể vật chủ. Bất kỳ cái đối tượng nào các chị đó, kể con người chúng ta, kể cả virus, kể cả con heo, con bò, con gà, con vân vân thứ, nó sẽ theo cái cơ chế này các anh chị. Nhưng mà khi mà cái lượng virus nó nhân lên quá mức, nó nhiều quá mức, thì nó sản xuất ra các cái cytokine này quá mức, thì nó sẽ dẫn đến cái cơ chế gọi là bão cytokine. À, các anh chị nghe cái từ đó rồi. Cho nên á, trong những cái trường hợp mà nếu cytokine nó sản xuất ra ở một cái mức độ bình thường, thì lúc này ta sử dụng cái interferon alpha để ngăn cản sự nhân lên của virus, thì theo cái cơ chế đó thì tôi sẽ xin giải thích một cách ngắn gọn như vậy để ta hiểu được cái giá trị ứng dụng điều trị bởi interferon các anh chị ha. Còn ngoài ra thì nó có cái interferon gamma nữa ở cái tiếp 2 này, nhưng mà cái tiếp 2 này nó không đi theo cơ chế đó, cho nên các anh chị mà cứ nghe nói là interferon mà gamma mà để trị ngăn cản sự nhân lên của virus, nó sẽ không theo cái cơ chế hồi nãy, mà nó sẽ gián tiếp thông qua cái cơ chế kích hoạt các cái tế bào đại thực bào nè, tế bào hình tua, hoặc là thậm chí các tế bào lympho T này, để từ đó nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà ngăn cản sự nhân lên virus theo cái cơ chế gián tiếp. Thì riêng interferon gamma nó sẽ đi theo cơ chế khác alpha và beta. Do đó các anh chị thấy tôi quay ngược lại cái bản này này, trong cái bản này người ta chỉ đề cập đến là interferon alpha thôi các anh chị nhé. Ở đây cũng xin chia sẻ rõ như vậy, cái liều lượng hướng dẫn ở này rất là rõ ràng rồi, cho nên tôi không đi chi tiết ha. Đây, đó như vậy là tôi vừa trình bày xong những cái tóm lược gọi là còn nhất liên quan đến cái bệnh FIV. Tôi qua cái vấn đề thứ hai đó là cái virus gây bệnh bạch cầu ở trên mèo. Thì virus này gây ra bởi cái nguyên nhân nào? Cũng là cái nhóm retrovirus. Và nó được phát hiện đầu tiên năm 1964 các anh chị. Gây nhiễm cho các cái loài mèo hoang nhỏ, bao gồm ở đây tôi liệt kê các cái nhóm các anh chị ha, người ta có ghi nhận lại thì tôi có liệt kê để các anh chị tham khảo, kể cả lên miêu châu Âu, rùa báo, rồi mèo rừng Chile, rồi kể cả vùng ở Trung và Nam Mỹ đó, thì đó là những cái loại. Cái con đường mà lây nhiễm chính của em cái FNLV đó là với giữa các con mèo với nhau, đó chính là nước bọt, rồi các cái chất tiết, kể cả cái việc cắm trại, vì nó sẽ tiếp xúc qua các cái nguồn nước các anh chị, các nguồn nước và các thức ăn chung thì nó cũng sẽ liên quan đến cái nhiễm trùng. Và người ta ghi nhận là có hiệu quả đó các anh chị. Virus sẽ không tồn tại ngoài môi trường, cho nên phân, nước tiểu, dụng cụ ha, không khí thì ít có cái khả năng truyền lây. Đó, thì đấy là những cái điểm chính mà tôi xin tóm lược về mặt dịch tễ.
Thì đây là có hai cái hình cũng khá là hay. Nếu mà giả sử mình cho nó ăn chung như vậy á, chính là cái khả năng lây truyền nó sẽ cao, bởi vì nó qua nước bọt nó chứa virus, cho nên là không nên. Còn ở đây là cho mỗi con ăn một bát, như vậy là cái hạn chế cái khả năng lây truyền. Thì đấy là cái từ cái dịch tễ vừa chia sẻ ở trên để thông tin thêm với các anh chị rõ ràng về các con đường truyền lây có liên quan. Về cái đường truyền lây mà qua nhau thai này, giai đoạn nuôi con giao phối thì nó ít quan trọng hơn so với cái đường truyền lây thông thường như vừa nói ở trên. Nhiễm cái FNLV cũng là phân bố trên toàn thế giới, thì cái nãy các anh chị thấy cái bản đây rồi, cái bản này có hỗ trợ mà chia sẻ với các anh chị ở phần HIV á. Dĩ nhiên là tôi cũng sẽ chiếu lại để tôi nhắc một chút xíu thôi. Và cái tỷ lệ mà cái thanh dương tính này nó sẽ khác nhau cũng tùy theo cái dịch tễ từng vùng, từ địa lý, được quần thể của mèo được xét nghiệm các anh chị ha. Và ở trong cái nhiễm trùng phổ biến trong tự nhiên á, thì ở mèo đực thì từ 1 đến 6 năm tuổi thì thường ghi nhận ở trên thực tế. Một cái nghiên cứu gần đây thì cái tỷ lệ nhiễm cái kháng nguyên đó, gì kháng nguyên nha, kháng nguyên có ở trong máu mèo ở Bắc Mỹ là 2,3%. Rồi người ta cũng phát hiện ra trong những cái trường hợp mà phân của những cái bọ chét có nhiễm thì trong 2 tuần tuổi á, trong 2 tuần á thì có cái kháng nguyên dương tính. Và dĩ nhiên sẽ tùy theo cái tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ lưu hành của bọ chét cao thấp khác nhau, nó sẽ liên quan đến cái mức độ nhiễm của HIV. Cái FNLV nó cũng sẽ khác nhau. Ở đây là cái bản mà hồi nãy có trao đổi với các anh chị rồi, tức là cái FNLV này nó sẽ tùy theo từng vùng. Và cái khu vực châu Á, Thái Bình Dương của chúng ta là khoảng 6% dựa trên cái khảo sát từ 2008 đến 2016, người ta ghi nhận như vậy. Về cơ chế thì nó nhân lên hầu họng và nó sẽ phát tán khắp cơ thể và nó sẽ đi đến tủy xương. Và nếu những cái trường hợp nó nhiễm cùng dai dẳng như vậy á, thì chắc chắn là các cái tế bào bạch cầu và kể cả các tiểu cầu nó sẽ rời khỏi tủy xương, và đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng các bạn ha, ảnh hưởng đến cái cấu trúc biểu mô và kể cả cái nước bọt và tiểu lệ. Thì đây là có một cái bảng mà cũng chia sẻ với các anh chị là các giai đoạn khác nhau các anh chị. Thì các anh chị sẽ nhìn thấy có mấy thông điệp mà tôi cần trao đổi với các anh chị này. Đầu tiên là cái thời gian, cái timing. Rồi đây là ba cái kỹ thuật xét nghiệm. Cái IFA này là cái kỹ thuật mà kháng thể hình quang, ELISA và PCR. Tôi cũng rất là thích cái bảng này, bởi vì nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị về mặt lâm sàng. Có nghĩa là các anh chị sẽ theo dõi theo từng cái giai đoạn. Ở đây nó có 6 giai đoạn. Đó. Thì cái giai đoạn đầu tiên á, là nó đi đây, nó nhân lên ở cái mô lympho tại chỗ này, bao gồm cái hạch gọi là cái tông siêu và cái hạch hầu họng này, thì nó chỉ 2 đến 4 ngày. Thì ở cái giai đoạn này các anh chị xét nghiệm bằng kỹ thuật nào đi nữa cũng không có thấy âm tính hết. Đó, cho nên là đó lý do tại sao mà người ta phải retest, trong một số trường hợp là phải retest là như vậy. Rồi đến cái giai đoạn 2 á, thì các anh chị sẽ thấy rằng là virus này nó sẽ lưu hành ở trong các tế bào lympho và tế bào mono. Đó, và nó kéo dài từ 1 đến 14 ngày. Thì lúc này cái xét nghiệm và kháng thể hình quang này cũng không thấy các anh chị, và chủ yếu là nhờ vào ELISA và PCR lúc này là xét nghiệm ra, chúng ta thấy rồi ha. Rồi sau đó nó sẽ di chuyển đi đến đâu, lab nè, các cái cơ quan lympho này, kể cả các tô lympho ở trên cái đường tiêu hóa gut, thì thời gian là 3 cho đến 12 ngày. Và lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là xét nghiệm cả ELISA và PCR là dương tính. Tương tự như thế các anh chị sẽ thấy đến cái giai đoạn cuối cùng, là lúc này nó sẽ đi đến đâu ạ? Tuyến nước bọt và tuyến lệ. Và cái thời gian từ 28 ngày trở lên. Và lúc này ta xét nghiệm bằng kỹ thuật nào đi nữa thì cũng xét nghiệm ra dương tính hết. Cũng tương tự giống như cái giai đoạn số 5 á. Thì ta xét nghiệm. Tại lúc này nó đi, nó nhiễm gọi là virus huyết rồi. Và nó sẽ đi vào các tế bào nhiễm. Cho nên các anh chị sẽ thấy rằng là gần như cả ba cái kỹ thuật luôn là đều xét nghiệm ra dương tính hết. Cho nên á, cái bảng này nó có một cái giá trị ứng dụng ở cái chỗ gì? Ở chỗ là ta hiểu về cái cơ chế sinh bệnh thông qua các giai đoạn. Ta hiểu được cái điều gì nữa? Đó là cái thời gian. Và cái ứng dụng thứ ba, cái ý thứ ba là ứng dụng trong cái việc chẩn đoán tương ứng với lại các cái giai đoạn này. Điều đó có nghĩa rằng là khi xét nghiệm ra bằng một bất kỳ một kỹ thuật nào thì chúng ta phải lưu ý và nó sẽ liên quan đến các cái giai đoạn bệnh. Thì đó là cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Về cái cơ chế sinh bệnh đó được thể hiện qua cái sơ đồ này. Đó. Thì sẽ tùy theo cái giai đoạn thôi. Các anh chị thấy hồi nãy đã chia sẻ cái bản phía trên rồi. Nó sẽ đi qua đường miệng tiếp xúc trực tiếp mà qua cái tuyến nước bọt salivary. Rồi lúc đó nó sẽ đi vào cái cơ quan lympho, nó sẽ nhân lên và nó đi vào theo hệ thống tuần hoàn, đi vào tủy xương và tùy theo các cái giai đoạn khác nhau. Thì đây là một cái hình minh họa chung thôi. Rồi nó ở cái thể thoái triển, tiến triển và thậm chí là ở cái thể mà nó có thể gây ra cái sảy thai, cái abortive affection này. Và
trong cái giai đoạn này thì mình sẽ thấy không phát hiện ra cái virus huyết, nhưng mà nó có sẽ có cái kháng thể phụ thuộc. Thì đây là cái hình để minh họa với chúng ta ha. Cái việc lây nhiễm này được xác định bởi là cái chủng virus, nên nếu mà được á, thì chúng ta vẫn phải làm để xác định là chủng virus nào. Cái thứ hai nữa là cái liều lượng tuổi, cái đáp ứng miễn dịch của mèo. Cái này bệnh này nó liên quan đến bạch cầu mà chắc chắn, cho nên nó sẽ liên quan đến cái đáp ứng miễn dịch của mèo. Cả hai bệnh là đều liên quan trực tiếp đến đáp ứng miễn dịch cả. Và cái kỹ thuật PISA và ELISA thì hiện nay là khá phổ biến cái gì, chứ cái kỹ thuật mà kháng thể hình quang á, thì nó đòi hỏi cái phòng thí nghiệm nhiều cái trang thiết bị hơn, hơi khó. Còn cái PISA và ELISA thì hiện nay là khá phổ biến trong cái việc thực hành lâm sàng. Một số trường hợp thì có thể là nó loại bỏ cái nhiễm trùng mà cái sĩ thai đã chia sẻ trên, rồi nó phát triển thành cái thể dài dẳng, tiến triển này nó dài dẳng. Mấy cái bệnh này á, tôi thấy rằng là có một đặc điểm chung là khá là dài, mặt thời gian tiến triển khá là dài. Và cái thể mà gọi là thoái triển đó các anh chị, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là xét nghiệm cái kết quả kháng nguyên nó có thể âm tính. Và trong những cái trường hợp người ta ghi nhận là lấy mẫu xét nghiệm thì cái PISA lúc đó nó chỉ là thoáng qua dương tính mà nó nhẹ thôi. Trong cái kỹ thuật trong phòng thí nghiệm gọi là cái CT nó thấp, CT nó cao, xin lỗi, CT thấp có nghĩa là cái lượng virus nó nhiều, và CT cao thì lượng virus ít hơn. Thì đấy là cái kết quả thì tôi vừa chia sẻ với các anh chị rồi về cái real time PCR. Với các cái thể nhiễm trùng mà tiềm ẩn và thoái triển này á, thì các anh chị lưu ý thêm là trong một số trường hợp mà trên lâm sàng chúng ta điều trị glucocorticoid thì nó có thể dẫn đến cái ảnh hưởng này, hoặc là các cái thuốc ức chế miễn dịch. Do đó chúng ta lưu ý là ở những giai đoạn đó, nếu mà lấy mẫu xét nghiệm, chúng ta cần có cái nhìn về mặt lâm sàng để tránh là gọi là dương tính giả các anh chị ha, do cái sử dụng corticoid. Các cái cơ chế bệnh sinh này nó sẽ bao gồm các cái ảnh hưởng sau đây. Một là ung thư gặp thì nó sẽ kích hoạt các cái tế bào mà sinh ra ung thư ở virus này các bạn ha, và nó chèn vào cái bộ gen trong cái tiền chất của hạch bạch huyết, thì đó nó có thể. Rồi cái nhóm virus mà sắp tiếp C này nó có thể gây ra những cái thiếu máu bất sản, và từ đó nó sẽ tăng ra các yếu tố hoại tử khối u, và nó dẫn đến cái cơ chế, và nó làm gọi là nó làm phức tạp đến cái biểu hiện lâm sàng của cái bệnh bạch cầu này các chị ha. Và cái điểm thứ ba nữa là trong những trường hợp mà suy giảm miễn dịch do cái tế bào lympho T, mà đặc biệt hồi nãy các chị nhớ không, có cái sự kết hợp với FIV và FNLV đó, nãy có nói rất rõ rồi, thì hai cái này nó kết hợp lại với nhau thì nó làm cho cái hội chứng nó phức tạp hơn rất là nhiều ha. Thì nãy đã đề cập ở trong cái FIV có chia sẻ với các chị. Còn cái CD4 và CD8 thì tôi đã giải thích rồi, cho nên là không có đi lại ha. Và chúng ta cũng lưu ý rằng là cả hai cái bệnh này thì nó tấn công trên cái cơ quan miễn dịch, và đặc biệt là với cái FIV nó làm cho cái sự thay đổi về cái quần thể của các tế bào lympho T, và nó ảnh hưởng đến cái đáp ứng miễn dịch khá là rõ trên lâm sàng. Rồi liên quan đến giảm bạch cầu trung tính này, rối loạn chức năng bạch cầu trung tính đã trao đổi ở trên. Một số trường hợp khi nhiễm cái FNLV này nó sẽ chuyển đổi cái tình trạng từ cái mức độ là tiềm ẩn nó nhẹ, và có thể dẫn đến cái tình trạng là ác tính. Nó chuyển luôn các anh chị, nó chuyển qua cái ác tính luôn, nó biểu hiện lâm sàng rõ hơn. Và một số trường hợp là nó cảm ứng với cái virus và nó làm cho thúc đẩy cái tăng trưởng tủy xương, nó dẫn đến cái sự tăng cái suy tủy ở trên lâm sàng ở mèo. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần lưu ý. Về cái miễn dịch của bệnh này, nó sẽ liên quan đến cái miễn dịch thụ động. Thì người ta thấy rằng là theo thực nghiệm các anh chị ơi, những con mèo con mà nó nhạy cảm á, nó có thể bảo vệ khỏi cái bệnh bạch cầu này khi mà nó nhận được cái kháng thể thụ động từ mẹ truyền sang. Thì trên lâm sàng người ta ghi nhận trên những con mèo con mà nhận được kháng thể thụ động từ mẹ truyền sang thì nó có thể bảo vệ gọi là cái nhiễm ở cái giai đoạn đầu. Và một cái điểm nữa là cái kháng thể thì người ta có chứng minh được là cái vai trò bảo vệ của nó, đặc biệt là kháng thể trung hòa. Thì đấy là cái điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý. Tuy nhiên á, một số cái tình trạng nhiễm trùng nó tiến triển thì người ta ghi nhận rằng là lấy cái kháng thể từ con mèo mà bị nhiễm để mà truyền cho một số mèo mà chưa nhiễm để hạn chế sự lây nhiễm FNLV, thì người ta thấy một số trường hợp lại không hiệu quả. Cho nên á, ở đây là trực tiếp là trên cái con mèo mà nhận được cái kháng thể thụ động thì chính mẹ nó truyền sang, thì cái vai trò bảo vệ đó người ta thấy rõ hơn. Còn trong một số trường hợp thì có thể do cơ địa, cho nên là cái hiệu quả của nó không được ghi nhận ở trong thực tế. Thì đấy cũng là cái điểm mà chúng ta cũng cần xem xét. Và cũng từ cái ý này á, thì cũng để nói với các anh chị rằng là yếu tố cơ địa nó cũng là một trong những yếu tố mà nó có phần đến cái
gọi là cái miễn dịch của mỗi cá thể, và nó đem lại cái hiệu quả trên lâm sàng của mỗi mỗi một con mèo nó cũng sẽ khác nhau các anh chị ha, chứ nó không phải thực sự là nó giống nhau hết hoàn toàn đó. Còn cái kháng thể trung hòa thì tôi vừa giải thích ở trên rồi cũng khá rõ đó, thì không phải tất cả con mèo là có kháng thể trung hòa là có thể vượt qua được, nó sẽ tùy. Tại vì có những con mèo này các anh chị thấy này, nhưng không phải tất cả, cho nên cái kháng thể trung hòa này đôi khi làm vì một lý do một lý nào đó nó làm cho cái mức độ suy giảm của hệ thống miễn dịch, cho nên là không phát hiện được luôn. Về nguyên tắc á, là khi nó nhiễm nó vượt qua thì chắc chắn, nếu mà cái cơ địa của con mèo mà không bị suy giảm miễn dịch mà trầm trọng á, thì nó sẽ có kháng thể trung hòa. Nhưng có những cái trường hợp là người ta không ghi nhận được kháng thể trung hòa luôn. Do đó mình cứ hay chủ quan á, dù như trên con heo á, khi người ta bị bệnh, ví dụ như khi con mèo nó bị bệnh, con heo nó bị bệnh BRRS tức là tai xanh đó các anh chị, một số trường hợp người ta lấy cái máu gọi là huyết thanh của con heo để người ta tiêm qua con heo khác, người ta kỳ vọng rằng là con heo khác nó có cái kháng thể trung hòa từ con heo đã bị nhiễm, để mà ngăn ngừa cái sự gọi là xâm nhiễm của virus BRRS. Nhưng mà một số trường hợp lại không thành công, thì chưa kể là nó có virus ở trong huyết thanh nữa. Thì cái câu chuyện khi mà tôi soạn cái bài này tới cái ý này á, tôi lại liên hệ tới con heo, nó cũng giống như vậy đó. Thì ở đây người ta nói rất rõ luôn đó, là không phải tất cả các chị, những con mẹ nào mà vượt qua được cái áp lực bệnh bệnh là nó có kháng thể trung hòa, không có nghĩa rằng tất cả các chị ha. Còn về cái miễn dịch chủ động thì đã chia sẻ với các anh chị rồi, nó liên quan đến cái miễn dịch qua trung gian tế bào T gây độc tế bào, rất quan trọng các anh chị nhé. Và một lần nữa để chia sẻ cái hình này với các anh chị này, chính các T gây độc tế bào này nó sẽ tiêu diệt các tế bào nhiễm virus và nó giúp cho cái khả năng bảo vệ của con mèo vượt qua được cái áp lực của cái mầm bệnh ha, các anh chị ha. Cái này là đã giải thích chung ở trên cái phần FIV rồi, cho nên là tôi không đi vào chi tiết nữa. Rồi với cái miễn dịch chủ động này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự phát triển kháng thể là quan sát ở trên một số mèo, xem như đó là một cái bằng chứng mà có nhiễm. Các anh chị phân biệt giùm tôi là kháng thể với lại kháng thể trung hòa là hai khái niệm khác nhau các anh chị nhé. Kháng thể trung hòa là cái kháng thể mà có khả năng mà bắt giữ được cái virus. Còn cái kháng thể này là kháng thể chung. Khi mà nó nhiễm một cái FNLV thì cái kháng thể nó được tạo ra bởi các kháng nguyên khác nhau có mặt ở trên cái cấu trúc của con virus này. Cho nên á, khi người ta kiểm tra có kháng thể này thì xem như là có một cái bằng chứng là nhiễm virus này. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là nó có khả năng hoàn toàn trong cái việc mà loại trừ mầm bệnh, bởi vì nó khả năng loại trừ mầm bệnh nó chỉ liên quan đến kháng thể trung hòa mà thôi. Những con mèo mà tiếp xúc qua cái đường mũi với cái liều lượng thấp thì đôi khi là người ta ghi nhận ở trên một số mèo là có cái kháng thể, nhưng mà một số mèo khác thì cũng có thể là không có. Nó tùy theo cái gọi là cái miễn dịch chung của cơ thể. Các anh chị thấy không? Cho nên là cái phần mà chia sẻ về cái miễn dịch này để tôi chỉ muốn nói với các anh chị một cái điều rất là chung nhất mà để giải thích cái lâm sàng là tại sao có những con mèo nó bị thì cái khả năng vượt qua nó tốt, nhưng ngược lại vẫn có những con mèo bị thì chưa chắc nha các anh chị. Đó thì nó sẽ tùy thuộc vào yếu tố cơ địa và các yếu tố mà đồng nhiễm phụ nhiễm mà liên quan đến nó, do đó chúng ta cần phải lưu ý các anh chị nha. Thì liên quan đến miễn dịch tôi chỉ nói một cái ý tóm lược ngắn gọn như vậy để chia sẻ với các anh chị. Về triệu chứng thì nó có những triệu chứng chung như vậy đó, thì giống như là FIV cũng đã đề cập ở trên. Rồi một số trường hợp á, người ta mới mổ khám tử những con mèo mà bị bệnh á, để xem thử là như thế nào á, thì có một chuyện như thế này các anh chị. 23% là có bằng chứng về ung thư, có nghĩa là hầu như những con mèo mà bị ung thư thì không phải hầu như hả, trên cái số mèo mà người ta mổ khám á, mà có biểu hiện bệnh lý có liên quan đến FNLV thì lúc đó người ta thấy rằng là có 23% có bằng chứng về ung thư. Và trong cái 23% có bằng chứng về ung thư đó, thì người ta thấy rằng cái khả năng mà bị ung thư cao nhất đó là ung thư hạch và ung thư bạch cầu hay là bệnh bạch cầu, chiếm tới 96%. Đó. Cái thông điệp này nó cũng có cái giá trị với các anh chị là gì? Có nghĩa là những cái trường hợp mà mình phát hiện ra ung thư hạch hoặc là cái bệnh bạch cầu thì khả năng có liên quan đến FNLV tức là bệnh bạch cầu là khá là cao. Vậy thôi à, muốn lưu ý với các chị như thế. Còn cái số còn lại nó chết thì có thể là không phải do ung thư, thì chúng ta cần lưu ý trong cái chẩn đoán phân biệt ha. Các hội chứng khác thì cái nó cũng liên quan đến cái hội chứng mà gọi là phụ nhiễm chung với lại FNLV và FIV, FNLV và FIV ha.
thì giống nhau, cho nên là ở đây không có đề cập chi tiết nữa. Nó gần như là các cái nguyên nhân mà gây phụ nhiễm nó khá là giống nhau. Đây, tôi có đề cập ở đây, khá là giống nhau cho nên đã được đề cập ở hai cái slide ở trên đó các chị. Hồi nãy nó nói đến các tác nhân cơ hội của nó khá là nhiều đó, thì cả hai, vì cả hai đều tác động đến hệ thống miễn dịch hết, cho nên nó làm suy giảm miễn dịch. Thì cái khả năng phụ nhiễm này nè các chị ha, cái bảng này nè, thì gần như là giống nhau giữa hai bệnh ha. Đây. À, ngoài ra thì mình sẽ thấy có một số các cái triệu chứng liên quan đến viêm miệng, rồi nhiễm trùng này thì nó sẽ dẫn đến là nôn mửa tiêu chảy, cũng có thấy một số trường hợp có liên quan, rồi ung thư hạch bạch huyết, rồi cái nhiễm trùng thứ phát do cái ức chế miễn dịch thì cũng đã rõ. Và người ta cũng ghi nhận một số trường hợp hoàn đản, hoàn đản này là hoàn đản trước gan các anh chị, do các cái virus này nó phá hủy hồng cầu qua cái trung gian miễn dịch, cho nên mình sẽ thấy là cái biểu hiện hoàn đản trên lâm sàng, kể cả những trường hợp mà nó nhiễm trùng thứ phát thì mình cũng sẽ thấy là có những cái biểu hiện trên lâm sàng hoàn đản cũng khá rõ. Gan nhiễm mỡ cũng có, hoại tử gan cũng có, rồi cái ung thư gan, tức là nó rối loạn qua các trung gian miễn dịch này thì mình cũng sẽ thấy là có cái biểu hiện cũng khá rõ. Trong những cái trường hợp mà đặc biệt là nó khi mà nó nhiễm với các cái virus mà FIV này, là cái bài phía sau dễ lao sẽ trao đổi với các anh chị, thì người ta thấy là cái biểu hiện hoàn đản là nó rõ ràng hơn ha, khi nó kết hợp thêm cái FIV. Rồi, viêm phổi cũng có ghi nhận trên lâm sàng, cho nên một số trường hợp chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ khó thở. Những cái dấu hiệu mà trên cái hệ thống mà hô hấp như thế này các anh chị, thì nó sẽ thường xảy ra ở những con mèo mà nhỏ hơn 3 tuổi. Và trong trường hợp này thì khi ta khám ở vùng tim á, và vùng phổi thì người ta thấy là cái âm tim nó bất thường, và đặc biệt là một số trường hợp thì chúng ta sẽ thấy là có cái dấu hiệu tràn dịch màng phổi và nó dẫn đến cái âm tim bất thường ha. Rồi nó biểu hiện trên hệ thống các cơ quan hạch bạch huyết, đặc biệt ung thư. Đó, thì tôi tóm lược những cái điểm chính có liên quan như vậy. Kể cả hồi nãy tôi có trao đổi các anh chị đó, tức là cái ung thư hạch bạch huyết này trên đường tiêu hóa là có liên quan các anh chị ha. Ở ruột non, kể cả cái màng trâu ruột này cũng đã trao đổi với các anh chị rồi đó. Kể cả thận, kể cả gan của những cái con mèo già, thì cái biểu hiện này trên lâm sàng nó cũng rõ ràng hơn. Đó, thì chúng ta cần lưu ý ha. Nhiều lắm các anh chị, tức là cái dấu hiệu lâm sàng ở trên cái nhóm này là nó biểu hiện cũng khá nhiều cái vị trí khác nhau có liên quan ha. Kể cả cái nhóm trên hệ niệu, ở thận, rồi các cái khối u sơ phát triển trên cái đồng nhiễm với lại cái FNLV thì khá là nhiều ha. Thận đây. Thì trong một số trường hợp là liên quan đến cả ung thư thận và viêm cầu thận luôn đó. Thì đấy là cái biểu hiện lâm sàng là cũng được ghi nhận ha, có liên quan. Rồi, như vậy là ở thận là rõ rồi ha. Thì đây là một vài cái hình ảnh minh họa thôi, ví dụ là thiếu máu để nó chia sẻ rồi, rồi kể cả là nó khó thở do cái ung thư ở cái hạch tuyến ức này và nó chèn cái đường thở. Rồi cái lâm sàng chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ ung thư hạch bạch huyết, đặc biệt ở cái vùng trung thấp, ta thấy có một cái khối u rất là lớn ở đây. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái hạch mà ung thư hạch bạch huyết, các anh chị thấy cái hạch này nó tăng sinh rất là to ở đây, nó phì đại ở đây. Nó ảnh hưởng đến cái bệnh lý có liên quan giống như nãy đã chia sẻ. Còn về phần điều trị thì cả hai cái nhóm bệnh này nó giống nhau các anh chị, cho nên là hồi nãy tôi có trao đổi với các anh chị AZT rồi ha, đó là cái thuốc kháng virus. Và cái việc mà điều trị cái AZT này nó cũng còn có những cái gọi là ghi nhận trên lâm sàng, đôi khi có những cái khác nhau thì chúng ta cũng lưu ý thêm. Cái bảng này là giống nhau, cái bảng này nó giống với lại MIV, nãy tôi có giải thích với các anh chị rồi. Rồi interferon thì cũng giải thích các anh chị rồi ha, tại vì cái nhóm này nó giống nhau các anh chị, ví dụ như protein A rồi kể cả các cái hoạt chất khác thì nó cũng giúp có thể là cải thiện được trên lâm sàng. Nói chung là trong cái nhóm mà bệnh tác động trên hệ thống miễn dịch thì cái liệu pháp điều trị của cả hai là giống nhau, thì chúng ta cần lưu ý như vậy ha. Nên mấy cái này thì tôi không có nói gì thêm. Còn một cái ý nữa là cái liên quan đến điều trị phụ nhiễm thì trong những trường hợp mà xác định phụ nhiễm do vi khuẩn á, thì các anh chị lưu ý đến các cái chỉ định sử dụng kháng sinh làm sao cho nó phù hợp ở trên mèo ha. Còn một số liệu pháp mà người ta có ghi nhận trong những cái trường hợp can thiệp hỗ trợ đó, thì nói chung là cái việc hỗ trợ này nó có một cái giá trị nhất định thôi, chứ không có nghĩa rằng là nó quyết định đến cái sự thành công. Do đó các anh chị cũng lưu ý cái liệu pháp hỗ trợ này gần như là trong điều trị lâm sàng là chúng ta phải can thiệp rồi. Tuy nhiên là chúng ta đừng có quá kỳ vọng vào những cái liệu pháp hỗ trợ đó, mà tại vì bệnh do virus thì các anh chị cũng biết rồi, mà khi mà nó tác động hệ thống miễn dịch thì cũng khá là làm cho cái sức đề kháng tổng thể của mèo nó giảm đáng kể. Do đó các liệu pháp hỗ trợ này nó xem như là một cái liệu pháp để tăng cường thêm thôi, chứ nó không quyết định đến cái gọi là cái sự thành công hoàn toàn của bệnh. Cái này là điều này cũng khá là rõ với các anh chị ha.
Trong một số trường hợp cần phải truyền máu vì nó liên quan đến cái thiếu máu tăng huyết, cho nên là một số trường hợp thì có thể, nhưng mà nó cũng không phải là cái giải pháp mà tốt lắm. Còn về việc phòng bệnh thì tránh tiếp xúc, đương nhiên là nguyên tắc chung của cả hai bệnh này chắc chắn là như thế, tránh tiềm ẩn. Trong cái chuyện mà ăn chung như hồi nãy đã chia sẻ rồi cũng khá là rõ rồi, rồi loại bỏ, nhưng mà thực tế ở trong chỉ có nuôi mà nuôi trại thì người ta còn loại bỏ được, chứ còn trong cái nuôi mèo mà cộng đồng hay là cá thể thì cũng khá là khó để loại bỏ. Nhưng mà chỉ có cái biện pháp này thì lúc đó nó giảm cái nguy cơ, các anh chị ha, nguy cơ ở cái vùng dịch tễ trong cộng đồng ha. Thì đây là một cái hình để minh họa là ở các cái bệnh viện thú y người ta nuôi tách biệt, thì đương nhiên là làm sao đó cái biện pháp vệ sinh để tránh cái sự lây nhiễm của virus đi ra ngoài. Còn về vaccine thì tôi có đưa vào cái bảng này, thì nó sẽ có hai cái điều mà tôi muốn tôi trao đổi với các anh chị. Ở bên này là trong những trường hợp mình quyết định mình sử dụng vaccine, thì cái mũi đầu tiên này 8 tuần ha, và sau đó 3 đến 4 tuần lặp lại, và chúng ta tái chủng mỗi năm, thì đây là cái bảng hướng dẫn. Còn ở cái bảng phía tay phải này là sẽ tùy theo các chị, tùy theo cái áp lực mầm bệnh ở ngoài môi trường nó khác nhau, thì lúc đó mình sẽ quyết định là cái liều lặp lại là nên 1 năm hay 2 năm. Và thực tế thì theo cái điều tra, cái nghiên cứu ở trên đã chia sẻ với anh chị, thì cái kinh nghiệm cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là cái sự lặp lại hàng năm nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì nó sẽ giảm bớt cái nguy cơ ở ngoài môi trường. Thì đấy là hai cái bệnh đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Chắc là xin phép ban tổ chức mình cũng nghỉ giải lao 10 phút ha. Rồi sau đó tôi sẽ đi vào cái bệnh cuối cùng, đó là cái bệnh viêm xoang bụng ha các anh chị ha. Như vậy chắc được hả Liễu hả? Xin phép ban tổ chức. Dạ, mình nghỉ giải lao tí này. Okay. Dạ. 10:20 mình quay trở lại ạ. Some things just belong together, like treating for internal and external parasites in one dose. Broadline, the most complete all-in-one treatment available for cats. Fleas, ticks, worms, done in one.
실어서 여기 왔다. 어? 스펙트라, 몰랐니? 맛있게 먹고 심장사상충과 내외부 구충을 한 번에. 맛있는 프리미엄 구충제 넥스가드 스펙트라. 바를까? 말까? 먹을까? 말까? 걱정만 늘어가는구나. 그대요? 아무 걱정하지 말아요. 넥스가드 스펙트라. 심장 사상충과 뇌외부 구충을 한 번에. 맛있게 먹고 더 건강하게. 구충제도 스펙시대. 맛있는 프리미엄 구충제 넥스가드 스펙트라. 이젠 바르지 말고 먹이세요. 狗狗的皮肤，你害怕被跳蚤欺负，但狗狗的心脏更需要你保护。在台湾，每四只狗狗就有一只感染致命心丝虫。全能狗S 体内预防心丝虫，肠道寄生虫，体外消除跳蚤，必吃。内外寄生虫一块解决。每只狗狗都值得最好的六效全能，全能狗S。 In order to get an optimal efficacy of frontline TRIACT spot on, it is important to describe the correct procedure of application. The product contained in the pipette will be applied in two spots, at the base of the neck and between the shoulders, directly onto the skin of the dog. The animal can have been washed a few days beforehand, but to ensure the best possible diffusion, the skin should be dry when the product is applied. Hold the pipette straight up and cut the end with a pair of scissors. Open the fur at the base of the neck. Place the open pipette directly onto the skin and press several times to deliver almost half of the volume. Repeat the same procedure between the shoulder blades so that the pipette is totally empty. Like treating for internal and external parasites in one dose. Broadline, the most complete all-in-one treatment available for cats. Fleas, ticks, worms. Done in one. Dạ, yeah, em mời thầy bắt đầu lại ạ. Ok, tiếp tục nha. Rồi, chắc là thấy màn hình rồi đúng không ạ? Thời gian còn lại thì mình sẽ trao đổi với các anh chị về cái vấn đề thứ ba, đó là virus mà gây bệnh viêm phúc mạc ở trong mèo các anh chị nhé. Và sau đó thì liên quan đến phần Q&A sẽ trao đổi với các anh chị một số câu hỏi các anh chị có đặt ra.
Thì đầu tiên á, nói đến cái nhóm virus này á, thì các anh chị lưu ý là cái coronavirus. Rồi nói đến coronavirus thì chúng ta đang đối phó với nó, đúng là SARS-CoV-2. Còn cái nhóm mà coronavirus này thì mèo, trên chó, rồi trên heo, rồi trên gà, rồi trên người. Thôi, cũng gọi là đình đám đó. Thì coronavirus trên mèo này thì cũng khá là phổ biến. Gây ra cái bệnh nhiễm trùng đường ruột phổ biến ở trên mèo các anh chị, khá là phổ biến đấy. Và có điều đó là chúng ta lưu ý thế này, với cái coronavirus trên mèo này nó dẫn đến cái viêm mạch qua cái trung gian miễn dịch. Trên đó lý do tại sao mà nãy có nói là cả ba cái bệnh hôm nay là đều liên quan đến miễn dịch hết. Nó thực ra bản thân bình thường cái con này là gây ra cái nhiễm trùng đường ruột phổ biến, khá là phổ biến ở trên mèo. Mà khi mà cái nhóm corona mà gây ra cái bệnh lý mà viêm mạch á, các cái hệ thống mạch của cơ thể qua cái trung gian miễn dịch, thì nó gây ra cái tỷ lệ tử vong khá là cao, và lúc đó nó sẽ gọi cái tên đó là viêm phúc mạc truyền nhiễm ở trên mèo, FIV đó. Nhưng mà thường thì các tài liệu người ta đều đề cập là cái nhóm coronavirus trong mèo, và nó chia ra hai nhóm, thì cái slide kế tiếp cũng chia sẻ, nhưng mà nó vẫn xuất phát từ cái nhóm corona nói chung gây bệnh phổ biến ở trên mèo. Và nếu như một vài cái sốc tiếp nào đó của cái corona, nhóm corona này nó gây ra viêm mạch và do bởi cái bệnh lý trung gian miễn dịch, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong có thể xảy ra khá là cao, và có cái tên gọi đó là viêm cái phúc mạc truyền nhiễm ở mèo là FIV. Như vậy cái nguyên nhân thì corona là rõ rồi, đúng không ạ? Khá là rõ. Và cái nguyên nhân virus này, nhóm virus mà gây viêm phúc mạc ở mèo này, cái FIV này thuộc corona, và cái nhóm corona mà gây bệnh đường ruột ở trên mèo cũng thuộc cái nhóm corona, nhưng mà nó chỉ là những cái sốc tiếp khác nhau và có thể gây ra cái biểu hiện bệnh lý lâm sàng khác nhau các anh chị ha. Cái nhiễm trùng đường ruột ở trên cái đường tiêu hóa thì nó sẽ gây ra các cái triệu chứng tiêu hóa nhẹ các anh chị, còn khi mà nó nhiễm trùng toàn thân và đặc biệt là gây ra viêm đa màng và dẫn đến cái hội chứng lâm sàng viêm mạch khá rõ ràng, thì lúc đó là cái dấu hiệu của viêm phúc mạc ở trên mèo. Thì đây nó có một cái hình để chia sẻ với các anh chị về cái việc này. Các anh chị sẽ rõ hơn và các anh chị sẽ không có nhầm lẫn. Thì các anh chị sẽ thấy rằng là cái nhóm coronavirus trên mèo nó sẽ phân tách ra thành 4 cái outcome. Các anh chị thấy ở dưới người ta ghi đó. Đây, 4 cái outcome có thể xảy ra do bởi cái nhiễm của coronavirus này. Và trong đó mà cái nhóm mà hình thành nên cái bệnh lý mà FIV này á, thì thường khoảng chỉ 1-3% mà thôi. Đó, thì để các anh chị có một cái bức tranh. Còn lại á, là nó sẽ thành ra những cái phân nhóm, tức là có khả năng là không biểu hiện bệnh ở trên lâm sàng resistant. Còn cái nữa là tạm thời thoáng qua thì đến 70%. Và một cái nữa là ở cái thể mang trùng là đến 13%. Đấy là một cái sự phân loại để chia sẻ với các chị rõ về cái nhóm coronavirus mà gây bệnh ở trên mèo là như vậy ha. Có 4 cái gọi là outcome, 4 cái đầu ra của việc nhiễm coronavirus ở trên mèo. Về cái nhóm nguyên nhân này thì các anh chị sẽ thấy rằng là có một vài cái tư liệu để chia sẻ thêm các anh chị ha. Ở đây thì tôi không biết là thực tế ở Việt Nam thế nào, nhưng mà trong một cái nguồn tư liệu người ta ghi nhận là từ năm 86 đến năm 95, xem như là 10 năm ha, cứ 200 con mèo mà đến khám ở tại bệnh viện thú y ở Bắc Mỹ á, thì có một ca được chẩn đoán là FIV. Và không phải tất cả các ca là đều chẩn đoán là xác định được bệnh các anh chị, nhưng mà cứ 200 ca như vậy thì sẽ có một ca là nghi ngờ là FIV. Và hầu hết các cái trường hợp mà FIV này là đều từ những cái nguồn mèo từ các hộ gia đình hoặc là mèo hoang ở bên ngoài. Về mặt lý thuyết thì các anh chị biết rồi, nó chia làm hai thể đúng không ạ? Thì thể bệnh ướt và thể bệnh khô. Và cái thể bệnh ướt này nó sẽ liên quan đến cái phản ứng miễn dịch qua trung gian tế bào kém. Vì hồi nãy có nói rồi, cái đó là ở cái chỗ là cái nhóm corona này nó lại liên quan đến cái bệnh lý viêm mạch mà qua trung gian miễn dịch. Cái từ qua trung gian miễn dịch, như vậy điều đó có nghĩa rằng nó sẽ liên quan khá là trực tiếp đối với là cái miễn dịch qua trung gian tế bào. Và qua cái phản ứng của miễn dịch qua trung gian tế bào đó là một bệnh tự miễn đúng không ạ?
và nó sẽ hình thành nên hai cái dạng bệnh lý mà trong thực tế chúng ta thấy ở trên lâm sàng á, là bệnh ướt và bệnh khô. Thì ở cái thể bệnh ướt này là do cái phản ứng miễn dịch qua trung gian tế bào là cũng bệnh tự miễn là kém. Còn cái thể mà bệnh khô này á là nó phản ứng một phần mạnh hơn và nó sẽ dẫn đến hình thành nên cái dạng bệnh khô. Thì đấy là hai cái dạng bệnh lý mà thường gặp khi đề cập đến FIB, đúng không ạ? Corona thì nó sẽ bài thải qua phân và cái đó nó rất là dễ lây lan các anh chị ha. Một số nghiên cứu thì người ta có ghi nhận là cái truyền lây qua nhau thai, nhưng mà thực sự thì chưa có rõ lắm. Một số nghiên cứu thì cho rằng là có thể, nhưng mà một vài nghiên cứu thì lại nói ngược lại, tức là nó không phổ biến. Nhưng mà tôi vẫn muốn chia sẻ một bức tranh như vậy để các anh chị thấy rằng là trong những cái nguy cơ đó mình cần phải lưu ý, mặc dù là cái lây nhiễm qua cái hệ thống tiêu hóa vẫn là phổ biến, nhưng mà một vài cái thông tin như thế này để cho chúng ta thấy rằng là người ta cũng đặt ra cái vấn đề là liệu nó có truyền lây qua cái nhau thai hay không, và cái nghiên cứu dịch tễ thì đã xác định chưa. Thì hiện nay thì vẫn chưa thấy rõ cái chuyện đó, nhưng mà đặt ra cái giả thuyết để chúng ta cần phải lưu ý trong gọi là can thiệp các yếu tố nguy cơ. Còn qua xét nghiệm á, thì người ta thấy rằng cái Cora virus này phát hiện trong phân sớm nhất là 3 ngày sau khi mà nó nhiễm bệnh, cái gì á, 3 ngày sau khi nhiễm bệnh là đã thấy rồi. Và trong các cái nông hộ, rồi các cái hộ gia đình mà nuôi mà trong các cái đàn gọi là khép kín á, hoặc là bị nhiễm, đã có con nhiễm Cora virus rồi, thì cái khả năng mà lây nhiễm ở tất cả các thành viên ở trong cái hộ gia đình đó thì nó sẽ tăng lên rất là cao, và có thể là gần như 100% trong các cái đàn khép kín là như vậy. Một cái nghiên cứu người ta chỉ ra cho chúng ta thấy như thế này các anh chị, tức là người ta khảo sát 155 con mèo bị nhiễm cái coronavirus tự nhiên này nè, thì người ta thấy rằng là tại vì cái nhóm virus này là có cấu trúc là RNA, thì cái RNA của virus này bài thải liên tục là 18 mẫu, 18 trên 155 con, hoặc là không liên tục, tức là lúc có lúc không là 44 con. Tôi muốn chia sẻ cái kết quả nghiên cứu này để nhắc với chúng ta rằng nếu giả sử trong những cái trường hợp mà xét nghiệm á, đặc biệt là lấy cái mẫu phân hoặc là khi mà làm cái test nhanh đó các anh chị, tại vì tôi có lướt qua cái câu hỏi trên hộp Chatbot, các anh chị cũng có hỏi liên quan đến cái bệnh này. Cái thông tin này nó rất là hay mà nó gắn liền với lâm sàng luôn. Trong một số trường hợp các anh chị xét nghiệm mà lấy từ mẫu phân á mà nó âm tính thì các anh chị cũng đừng có vội kết luận rằng là nó âm tính, vì nó sẽ liên quan đến cái chuyện là bài thải liên tục và không liên tục của cái bệnh này đó. Có cái câu hỏi nào nãy tôi lướt qua tôi thấy có cái ý này á, thì anh chị nào cũng đã coi như xem như là đã trả lời câu hỏi này rồi ha. Chúng mình dĩ nhiên tôi sẽ hệ thống lại sau. Cái giá trị của cái nghiên cứu này để nó cho chúng ta thấy rằng á, là cái sự bài thải không liên tục ở trong phân cao hơn so với bài thải liên tục nha các chị. 3 ngày sau nhiễm là thấy rồi, nhưng mà sau đó thì nó rất là ngộ, có lúc có lúc không. Nghiên cứu này nó rất là hay, nó giải quyết được cái câu trả lời của các anh chị hồi nãy có thắc mắc. Rồi những cái con mèo ban đầu ha, nó thải cái RNA và sau đó thì nó ngừng. Rồi một số lại thì kháng với nhiễm trùng, có nghĩa rằng là lúc đó mình xét nghiệm qua mẫu phân chả thấy cái gì hết trong virus trong mẫu phân hết, mà thực chất là ca đó có nhiễm, có bị nhiễm. Tại ở đây là người ta ghi nhận 155 ca nhiễm tự nhiên, nhưng mà lúc đó thì lại không thấy bài thải qua phân. Đó là có 4 ca ví dụ như vậy. Thì cái kết quả nghiên cứu này để gửi cho các anh chị một cái thông điệp rằng cái sự gọi là bài thải virus nó có thể không liên tục, nó khác nhau tùy theo từng cái nhóm mèo, tùy theo cái cơ địa. Các anh chị cũng có hỏi một câu nữa, tôi có nhìn qua đó tôi thấy là các nhóm chó khác nhau như thế nào, thì trong cái bài này cũng có đề cập luôn này. Nó sẽ khác nhau giữa một vài cái nhóm chó nào đấy, thì trong cái nghiên cứu người ta có tổng hợp lại thì chia sẻ với các anh chị ha. Những cái con mèo mà nó ngừng phát tán virus này nó có thể bị tái nhiễm trở lại, có nghĩa rằng là các anh chị cũng có hỏi một cái câu mà xài corticoid xong rồi xong xét nghiệm lại kể cả FNLV hay các loại bệnh khác nhau, tôi cũng lòng vô luôn để tôi chia sẻ luôn đó, thì các anh chị sẽ thấy rằng là không phải là nó bị qua xong rồi là nó không tái nhiễm trở lại, hoặc là trong cái quá trình điều trị mà glucocorticoid, chúng ta glucocorticoid để điều trị trong cái trường hợp là bệnh lý viêm, nó có những cái viêm nhiễm thì ta can thiệp thì nó sẽ giảm các cái dấu hiệu viêm ở trên lâm sàng. Nhưng ngược lại nó lại là một cái tác dụng phụ, nó làm cho cái ức chế miễn dịch xảy ra. Và khi nó ức chế miễn dịch xảy ra, nếu như ở ngoài môi trường vẫn còn virus
thì sau một thời gian sẽ bị tái nhiễm trở lại các anh chị ạ. Nó cũng giống như cái coronavirus hiện nay. Các anh chị thấy là những bệnh nhân bị SARS-CoV-2 rồi, sau một thời gian có nghĩ rằng là mình bị rồi, giống như có cái miễn dịch tự nhiên ABCF chủ quan, là bị lại thôi các anh chị ơi. Vì á, khi mà mình nhiễm tự nhiên như vậy á, thì cái đáp ứng miễn dịch của cá nhân mình nó phát triển chưa có hoàn thiện. Cái lượng virus rồi cái miễn dịch của mình nó suy yếu, nó phát triển cái đáp ứng miễn dịch nó chưa có đủ. Và nó chưa đủ có nghĩa là làm sao? Môi trường virus bên ngoài nó quá nhiều mà miễn dịch của bản thân mình thì chưa có đủ. Cho nên á, là tái nhiễm trở lại là chuyện bình thường. Chứ cái ý thứ ba này, tức là trong cái bài soạn này rất là, tức là tôi soạn rất là gọi là ngẫu nhiên theo cái logic câu chuyện mà tôi muốn nói, nhưng mà lại đúng cái chỗ mà các anh chị hỏi, thì nó có mấy câu hỏi liên quan đến cái chỗ này luôn. Thì tôi muốn nói chung một cái nguyên lý chung là như vậy. Nó mình thấy con mèo là nó kháng, nó không có bài thải virus, mình tưởng là nó ngon, không phải. Tại vì cái giai đoạn đó nó có thể là nó vượt qua được cái áp lực của cái mầm bệnh bên ngoài, miễn dịch nó có, nên có thể là nó kháng lại, mình không thấy bài thải virus ở bên ngoài. Nhưng sau đó cái đáp ứng miễn dịch nó đi xuống, mà virus ở ngoài môi trường thì còn nhiều quá, cho nên nó tái nhiễm trở lại. Thì ý thứ ba là như vậy ha các anh chị ha, nó sẽ có liên quan. Và một cái điểm nữa là người ta ghi nhận ha, người ta ghi nhận là cái virus này phát hiện ở trong hồi tràng nè, kết tràng, trực tràng đó, của những cái con mèo mà bài thải liên tục á, tức là 18 con này nè, 18 con trong 155 con nhiễm tự nhiên á, thì lúc đó là mình sẽ thấy rằng là cái virus người ta khảo sát, người ta thấy rằng là ở hồi tràng, kết tràng, trực tràng thì cái lượng virus đó sẽ rất là nhiều ha. Rồi, còn đặc điểm của bệnh á, thì ở dạng thể ước là phức hợp miễn dịch đã có chia sẻ rồi, lúc đó mình sẽ thấy rằng là nó sẽ cái sự thấm nhập của các, đây nó dịch viêm mà, các chất lỏng mà có cái protein ở vào trong cái xoang màng phổi này, xoang phúc mạc này, xoang màng ngoài tim này, xoang ở dưới thận này đó. Còn cái thể khô á, thì nó sẽ liên quan đến các cái u hạt có mủ, hoặc là những cái u hạt nó phát triển ở trong nhiều cái mô khác nhau. Các anh chị thấy là kể cả mắt, kể cả não, kể cả thận, kể cả màng não, kể cả gan là đều có thể phát triển cái dạng bệnh thể khô này hết các anh chị ha. Cho nên cái nhóm corona này là khá là mệt mỏi ha. À, và có thể có những con mèo nó thể hiện luôn cả hai cái thể này, chứ không có nghĩa rằng là chỉ có bị một thể ha. Có khi là kể cả thể khô và có khi là kể cả thể ướt luôn. Và trên lâm sàng thì cái biểu hiện đó, thể khô, thể ướt hoặc là cả hai, nó sẽ phụ thuộc vào cái độc lực của virus. Độc lực của virus thì các anh chị thấy cái bảng hồi nãy chia ra cái outcome, 4 cái outcome các anh chị hiểu rồi đó, đúng không? Nó chia làm 4 cái luôn, rất là rõ luôn. Có thể đề kháng, resistant, có thể là thoáng qua, có thể là nhiễm, và có thể chuyển sang cái FIB đó. Cho nên nó sẽ tùy thuộc vào độc lực này, liều lượng này, đường lây nhiễm này, tình trạng miễn dịch khá rõ rồi, vật chủ này, liên quan đến di truyền thì chút nữa một số giống chó có đề cập đến này, rồi cái sự hiện diện đồng nhiễm thì trên chó, trên mèo á, thì nguyên một cái bản hồi nãy có chia sẻ với các anh chị cũng khá rõ rồi ha các anh chị ha. Rồi bản thân con mèo trước đó có nhiễm corona hay không, tại vì nó có nhiễm corona thì nó có tạo ra một cái đáp ứng miễn dịch cho riêng cái con mèo đó, cho nên là đâm ra là nó cũng có thể có những cái đáp ứng miễn dịch, và cái biểu hiện lâm sàng đó nó có thể nó sẽ khác nhau các anh chị nha. Đây, đấy, câu trả lời tiếp của các anh chị. Các anh chị có hỏi cái câu mà liên quan đến các cái giống chó mà đối với FIB này. Thì không biết là có còn thêm những giống nào nữa không nha. Nhưng mà trong cái nghiên cứu này, trong cái tài liệu mà tôi đọc được á, thì người ta đề cập mấy cái nhóm này. Tức là có khuynh hướng mà phát triển cái gọi là bệnh viêm phúc mạc này nhiều hơn so với các giống chó khác. Thì tôi đề cập liên quan như vậy các anh chị ha. Còn mèo đực á, thì người ta thấy là mèo đực nhỏ tuổi á, người ta dùng cái từ là young cat đó, thì mà giống mà phái tính đực ha, thì thường mô tả nhiều đến cái FIB này. Rồi những cái con mèo mà cái nhiễm cái bệnh bạch cầu này đó, thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ mắc FIB. Và vì sao vậy? Người ta cho rằng cái tình trạng miễn dịch của vật chủ rất là quan trọng để dẫn đến cái nhiễm FIB này nó sẽ tăng lên và dẫn đến sự phát triển lâm sàng của bệnh. Cho nên là rất là hay khi mà bên VVVS và BI đặt vấn đề với tôi là trình bày ba cái bệnh này. Nó liên quan rất là chặt luôn các anh chị. Mình thấy là dĩ nhiên là hôm nay là một cái bức tranh tổng thể, nhưng mà cũng khá nhiều thông tin với các anh chị rồi. Còn sau này mình có cơ hội đi chi tiết thì mình tính sau. Nhưng mà rõ ràng là nó một cái bức tranh tổng thể, nó lại đang xen với nhau. Cho nên hai cái bài kia, hai cái câu chuyện kia phải trao đổi trước. Và dẫn đến cái câu chuyện này là một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ về hệ thống miễn dịch, có ảnh hưởng đến ha.
cơ chế sinh bệnh thì hầu hết là các cái mèo mà bị nhiễm á, thì nó vẫn khỏe mạnh, tức là nó biểu hiện lâm sàng cái dạng tiềm ẩn như nãy đã chia sẻ rồi, hoặc là đôi khi nó chỉ là biểu hiện viêm ruột nhẹ thôi. Chỉ có 1-3% như hồi nãy có nói rồi phát triển thành cái FIB, dẫn đến cái gọi là cái do cái viêm mạch mà rối loạn cái trung gian miễn dịch, có chia sẻ với anh chị phía trên rồi ha. Còn cái cơ chế tại sao mà nó 1-3% mà từ cái coronavirus đó nó chuyển sang cái FIB này á, cũng hay lắm các anh chị. Hôm nay thì không đi sâu vào cái bệnh lý miễn dịch, nhưng mà nó lại liên quan đến cái cơ chế là sự gia tăng, sự phát sinh ngẫu nhiên của các cái gọi là cái đột biến. Các anh chị đã nói đến cái nhóm corona này thì các anh chị biết rồi, Omicron, Delta nó đột biến. Các anh chị thấy trên người là cái tô SARS-CoV-2 là vừa rồi chúng ta thấy rất là rõ, mà trên kể cả gia cầm, kể cả trên heo, bây giờ kể cả trên mèo, các anh chị là người ta thấy rằng là cái cơ chế mà gây ra cái FIB này á, từ cái virus là coronavirus, corona mà gây bệnh, tức là nhiễm ở đường ruột thôi, thì các anh chị thấy hồi nãy chỉ có 1-3% là nó chuyển sang cái thể là của FIB do viêm mạch rối loạn bởi trung gian miễn dịch. Thì cái gốc của vấn đề á, người ta mới thấy rằng cái nhóm corona mà gây ra cái FIB đó là do đột biến, nó gia tăng cái đột biến, nó phát sinh ngẫu nhiên của các cái đợt sau chép, và từ đó nó làm cho cái con virus này gây ra ức chế miễn dịch, và nó dẫn đến nó chuyển sang cái FIB. Đó là ý thứ nhất. Và cái ý thứ hai nữa là người ta thấy rằng là những cái con virus này á, thì nó sẽ phát triển một cái nồng độ rất là cao trong cái bạch cầu đơn nhân và đại thực bào. Có một câu hỏi liên quan đến, các anh chị hỏi cái test, tôi nói cái test chung luôn á, các anh chị có hỏi là FIV thì phải, nhưng mà tôi nói cái test chung luôn. Tại vì sao các anh chị? Khi mình lấy huyết thanh á, hoặc là khi mình lấy cái mẫu dịch của phân á, là mình xét nghiệm cái virus có ở trong cái huyết thanh hoặc là ở trong mẫu phân, đồng ý không? Thì cái test đó mình chỉ phát hiện ra là virus có ở trong cái thể dịch đó thôi. Còn khi mà những cái virus mà nó nằm ở trong cái tế bào bạch cầu đơn nhân này, hoặc là cái đại thực bào này, tại vì virus này có thể phát triển một cái nồng độ khá là cao ở trong cái bạch cầu đơn nhân và đại thực bào, thì lúc đó mình đâu có làm test nhanh mình phát hiện được, tại vì nó nằm trong tế bào bạch cầu mà, mình đâu có lấy cái tế bào bạch cầu để mình test sau. Mình test là test cái dịch huyết thanh hoặc là cái dịch của phân. Cho nên á, nếu giả sử nha, các anh chị sẽ thấy rằng á, là cái test nhanh đôi khi cái nồng độ virus mà có ở trong huyết thanh hoặc là có ở trong cái dịch phân nó ít á, mình xét nghiệm nó âm tính giả, nhưng mà người ta làm xét nghiệm PCR lại là dương, chuyện đó bình thường thôi. Các anh chị đồng ý không? PCR người ta lấy một cái tế bào để người ta phát hiện cả DNA sống và chết, RNA sống và chết. Cho nên là tất cả những cái thành phần có trong cái dịch mũi, dịch xoang miệng, hay là kể cả máu hay kể cả phân, người ta đều gọi là bằng cái kỹ thuật người ta lấy cái RNA của virus đó để người ta xét nghiệm. Cho nên PCR nó vẫn là cái kỹ thuật mà để xác định là bệnh nhân có dương tính với SARS-CoV-2 hay không. Cái test nhanh nó chỉ là cái sàng lọc ban đầu. Cho nên các anh chị thấy cái bản hồi nãy á, cái bản mà FIV và FNLV á, cũng vậy luôn. Người ta làm cái test nhanh lần 1, xong người ta phải làm test nhanh lần 2, và đồng thời trong trường hợp đó người ta phải làm cái PCR. Thì tôi giải thích luôn một số câu hỏi mà các anh chị có đặt ra trong hộp chat box, thì tôi xin trao đổi thêm như vậy. Thì đây là rất là hay để giải thích về cái cơ chế của FIV ha, các anh chị ha. Rồi. Các cái đột biến này bây giờ người ta nghiên cứu kỹ lắm các anh chị ơi. Tôi ngày hôm qua mới kiểm tra cái đường link với lại các bạn BHBS và BI đó. Tôi mới nói là có cơ hội để nghiên cứu bệnh ở mèo mới thấy là một cái dư địa rất là lớn, một cái khoảng trời kiến thức, một khoảng trời về lâm sàng, về cái con về các cái bệnh trên mèo mà hiện nay chúng ta chưa đi sâu. Lâm sàng có thể các anh chị làm nhiều rồi, nhưng mà nếu nhìn ở cái góc độ chuyên sâu á, một cách bài bản á, thì chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Tôi nói ví dụ như ở đây người ta xác định gen, tức là liên quan đến cái FIB này, người ta xác định coi thử cái mức độ đột biến của nó như thế nào. Soạn tới cái slide này tôi nhớ lại liền là SARS-CoV-2 đang diễn ra, Omicron tương lai không biết cái chủng gì nữa, không biết. Rõ ràng là trên con mèo là người ta cũng đã thấy rằng là các cái đột biến này nó xảy ra và nó dẫn đến các cái bệnh lý của FIB, thấy rất tuyệt vời. Nên, xong rồi tôi mới nghĩ rằng đúng là bản chất thì cũng là động vật nói chung, và virus này nó cũng tấn công trên động vật, thì dù là đối tượng nào thì nó cũng có những cái cơ chế cũng khá là giống nhau giữa các loài, anh chị ạ. Cũng khá là hay đó, khá là hay, thật sự là mình đã hiểu thêm đó, hiểu thêm đó. Thì cho nên là các cái mức độ đột biến của cái coronavirus này trên mèo, các anh chị thấy không, nó cũng liên tục luôn, nó thay đổi trong cái điều kiện thực tế tự nhiên.
cái dịch tễ khác nhau, cái vùng sinh thái khác nhau, và nó dẫn đến cái biểu hiện của FAB này nó cũng sẽ khác nhau. Đó, thì vấn đề là cái chỗ là bây giờ người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu thêm về cái cơ chế sinh bệnh của các cái virus mà gây ra cái FAB đột biến này ha. Này, tải lượng virus và đáp ứng miễn dịch của mèo có phát triển hay không? Chắc chắn là có, nãy có trả lời rồi. Cả di truyền và cả miễn dịch thì đóng vai trò quan trọng, thì đó là giải thích với các anh chị rồi ha. FAB thì phát triển ra thành hai dạng khác nhau, tràn dịch, ướt, khô, thì đó ha, cái này cũng đã giải thích cái phần đặc điểm ở phía trên rồi. Mà đặc biệt là ướt này nó liên quan đến cái viêm đa màng, kể cả cái xoang ngực và xoang bụng luôn các anh chị ha. Hai hình thức này thì đương nhiên nó phản ánh cái lâm sàng. Có điều có cái yếu cuối cùng này, tức là một dạng bệnh ở ruột, nó không phổ biến ở mèo nhưng mà nó cũng gây ra cái tiêu chảy, vỏi mửa các anh chị, nó liên quan đến các cái tổn thương nốt sần ở ruột, thì chúng ta cũng cần lưu ý ha. Thì đây là cái hình ảnh để minh họa về hai cái trường hợp. Một là cái thể ướt mà các anh chị thấy người ta mổ cái con mèo ra này, khám tử con mèo này đó, các anh chị thấy là 5 cái chai nước, các anh chị thấy nó kinh khủng các anh chị ha. Cái viêm cái xoang bụng của nó mà rút ra là 5 chai nước như thế này, đúng là viêm, cái viêm phúc mạc này là quá kinh khủng. Còn cái dạng thứ hai là nó sần u này đó, nó nổi u các anh chị ha, thấy rất là rõ ở gan, liver, và các cái nốt sần nốt u này rất là điển hình với cái bệnh lý này, là viêm phúc mạc này là khá là rõ ở hai cái dạng. Tôi rất là thích hai cái hình này để minh họa cho hai cái thể khác nhau. Cũng tưởng tượng nổi là một cái con mèo nhỏ như vậy mà chứa 5 cái chai nước như thế này, thì các anh chị thấy nó kinh khủng đến cỡ nào ha. Rồi, tại sao nói là hôm nay đều là liên quan đến miễn dịch các anh chị? Và nãy đã nói rồi, thì bệnh lý này liên quan đến cái rối loạn qua trung gian miễn dịch mà, và đặc biệt là liên quan tới bầu tê thôi. Các anh chị thấy cả ba cái bệnh này là hôm nay là đều đúng nghĩa luôn, là tác động đến hệ thống miễn dịch, nó thành một cái chùm và nó gây ra suy giảm miễn dịch đó. Và khi nó gây ra suy giảm miễn dịch thì đúng là cái khả năng mà chống chọi thì đúng là cũng rất là vất vả cho con mèo các anh chị ha, thực sự là mệt mỏi đó. Cả hai thể bệnh là đều có liên quan hết. Và như vậy thì để xác định cái sự phân bố của nó trong cái chẩn đoán thì tùy theo cái vùng dịch tễ các anh chị ha. Rồi nếu như mà mèo nó bị á, thì virus sẽ nhân lên và có cái nồng độ cao trong bạch cầu đơn nhân, thì hồi nãy đã chia sẻ với các anh chị rồi. Dĩ nhiên nó sẽ có ở các cơ quan khác nữa chứ không phải chỉ có bạch cầu đơn nhân thôi. Nhưng mà nãy nó đã nói cái ý này rồi. Cho nên là nó cả ba cái con virus hôm nay chúng ta trao đổi với nhau là đều tác động lên cái bạch cầu hết. Ngay cái cơ quan miễn dịch của cơ thể con mèo thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái miễn dịch chung của con mèo. Một số mèo không có triệu chứng á, thì người ta thấy rằng là cái coronavirus này nó giới hạn lại ở trong ruột thôi, chứ nó không có gây ra cái bệnh lý mà thể ướt thể khô giống như đề cập ở trên, nó liên quan đến cái rối loạn miễn dịch ha các anh chị ha, qua trung gian miễn dịch. Một cái ý này nữa cũng liên quan đến các câu hỏi mà có đề cập là cái bạch cầu đơn nhân và đại thực bào này vẫn bị nhiễm khi mà có lượng kháng thể cao. Rồi, tôi chia sẻ với anh chị thế này nhé. Thực ra là ở slide này có giải thích phía dưới này. Thêm một vấn đề mới trong, không phải là vấn đề mới, vấn đề này đã cũ rồi, nhưng mà cái mới là chia sẻ mà hai cái bệnh vừa rồi không có nói đến á, ý là như vậy nha. Thì trong miễn dịch nó có cái cơ chế trốn tránh miễn dịch các anh chị. Khi mà cái con virus mà corona này nó đi vào cái bạch cầu đơn nhân, nó đi vào cái đại thực bào, nó nhân lên trong đó, thì kháng thể thì đâu có thể nào đi vào trong tế bào bạch cầu được, các anh chị cùng đồng ý không, công nhận không? Kháng thể là có trong thể dịch, thì nếu như giả sử virus mà nó có trong cái thể dịch á, thì lúc đó kháng thể nó mới trung hòa được. Còn đằng này là các cái con virus nó đi vào bên trong tế bào bạch cầu đơn nhân và cái đại thực bào, cho nên lúc đó là không thể nào mà nó trung hòa bởi cái virus, mặc dù là các anh chị kiểm tra kháng thể các anh chị thấy cực kỳ cao, nhưng mà thực chất là con mèo đó vẫn đang biểu hiện làm sao gọi là tiềm ẩn của cái FAB, thì mới giải thích bằng cái cơ chế là cái gì, các anh chị biết không, nó trốn tránh miễn dịch. Các anh chị thấy nó hay không, cái con virus corona này nó đúng là kinh khủng thiệt. Nó trốn tránh miễn dịch bằng cách nào? Nó vô, nó ẩn ở trong cái bạch cầu đơn nhân đó. Cho nên là nó sẽ thoát khỏi cái chuyện mà các cái bạch cầu đơn nhân và đại thực bào này bị bắt giữ bởi các cái kháng nguyên ở trên bề mặt, tiêu diệt bởi các tế bào miễn dịch qua trung gian tế bào mà tê gây độc tế bào nãy nó nhận diện á, các anh chị nhớ không? Nó không có tiêu diệt được đó, một trong 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 một cái cơ chế gọi là trốn tránh miễn dịch, các anh chị thấy nó thoát khỏi cái sự ly giải đó của cái tế bào nhiễm.
anh chị thấy rất là hay. Và cái hậu quả đó, các anh chị sẽ thấy đó một cái trạng thái nhiễm trùng thầm lặng. Virus vẫn cứ ở trong bạch cầu đơn nhân, thầm lặng nhân lên, nhân lên, nhân lên. Và nó kéo dài cái thời gian ủ bệnh. Mặc dù kiểm tra kháng thể thì mình thấy lượng kháng thể rất là cao. Mình tưởng này là ngon rồi ha. Mình thấy ồ trời, có kháng thể rồi, con mèo này không bệnh. Nhưng thực chất là con mèo này đang nhiễm trùng thầm lặng. Đó, và nó kéo dài cái thời gian ủ bệnh. Thì đấy là cái gọi là cái cơ chế mà né tránh miễn dịch. Và đồng thời khi mà nó bị cái gọi là nó phát triển trong bạch cầu đơn nhân và đại thực bào theo cái cơ chế mà nhiễm trùng thầm lặng này á, thì nó sẽ kích hoạt gọi là cái bệnh lý là cái tên tiếng Anh tôi vẫn để, thực ra nó gây ra cái gì gọi là cái u hạt mà dặn ngủ, cái gì ha, rất là phổ biến ở trong các cái tổn thương vi mạch này và phát hiện ra ở khắp tất cả các cái cơ quan ở trong con mèo mà bị cái FAB này. Cái cơ chế vì sao? Các anh chị thấy là bạch cầu thì nó đi theo khắp cả hệ thống tuần hoàn của cơ thể, thì đương nhiên nó sẽ đi đến tất cả các cơ quan này thôi. Do đó nó sẽ nhiễm trùng và nó gây ra tổn thương vi mạch ở các cơ quan này. Cái bệnh lý này có nghĩa là sao? Các anh chị, nó là một cái quá trình viêm, tức là cái pyogranulomatous inflammation này đó, nó là một cái bệnh lý viêm các anh chị ở các cái bạch cầu đa nhân này và nó dẫn đến cái viêm mãn tính kéo dài. Thì đấy là cái đặc trưng của cái baby, cái virus corona này, và nó dẫn đến cái viêm mạch, mà từ đó nó dẫn đến cái hậu quả là cái viêm phúc mạc của mèo các anh chị nhé. Rồi, đây là một cái hình ảnh minh họa thôi, chụp X quang rồi tình hình lâm sàng trên con mèo, các anh chị thấy thê thảm quá ha. Một cái bụng rất là lớn và ở đây là một cái viêm bệnh lý viêm mà dạng thể ước như thế này, và sau đó nó tạo ra các cái fibrin lắng đọng ở đây. Rất là điển hình luôn á, những cái ca như vậy rất là điển hình ở trên lâm sàng. Và là một số trường hợp trên lâm sàng là gây ra cái viêm mạch và nó u hạt, các anh chị thấy không? Ở thận các anh chị ha, kidney này đó, nhiễm của cái virus mà FAB này. Rồi các anh chị thấy là cái phần nó viêm bồ đào, cái màu đào mắt ở đây cũng khá là rõ, ở cái dạng thể khô các anh chị ha, dry form này, ở cái thể khô cũng khá là rõ. Rồi nó xuất huyết này ở cái vùng trước của cái con người này. Rồi đục thủy tinh, giống như cái dạng đục thủy tinh thể này. Rồi cái hình phía bên phải là các anh chị thấy là nó sẽ tiết ra các cái dịch viêm exudate, là dịch viêm các anh chị ha, ở trên con mèo là hai tuổi đó. Thì đây là những cái dấu hiệu triệu chứng lâm sàng. Còn về miễn dịch á, thì liên quan đến miễn dịch qua trung gian tế bào là chủ yếu các anh chị nhá, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến, hồi nãy có nói rồi, nó tác động trực tiếp trên cái miễn gọi là rối loạn trung gian miễn dịch, bệnh lý miễn dịch qua tế bào T, thì nãy đã chia sẻ với các anh chị khá là rõ. Còn về cái miễn dịch thụ động á, thì người ta vẫn thấy là có kháng thể, nếu mà con mèo con nó nhận được cái kháng thể từ mẹ truyền sang thì nó sẽ bảo vệ được khoảng 5 đến 6 tuần tuổi đầu tiên các anh chị. Cho nên trong thực tế mà nếu chủng ngừa á, thì thường là người ta sẽ chủng ngừa là khoảng trước đó hoặc là khoảng cái tuần tuổi này để mà người ta kiểm tra cái kháng thể. Rồi sau đó nếu mà cái hàm lượng kháng thể suy giảm thì lúc đó người ta sẽ chủng ngừa ở cái thời điểm này. Nhưng mà thường thì trên lâm sàng người ta ghi nhận là có thể bảo vệ khoảng 5 đến 6 tuần tuổi. Và có thể phát hiện là khoảng, không phát hiện được là khoảng 6 đến 8 tuần tuổi là không còn nữa. Những con mèo khỏe mạnh thì sau khi nhiễm cái coronavirus này á, thì nó sẽ có cái đáp ứng miễn dịch tốt hơn so với những con mèo mà nó có tiến triển của bệnh. Tức là cho nên là cái việc chủng ngừa mà trên những con mèo mà khỏe chưa nhiễm thì nó có một cái đáp ứng miễn dịch tốt hơn. Tại vì á, anh chị biết tại sao không? Những con mèo mà có tiến triển với bệnh này có nghĩa rằng cơ quan miễn dịch đã bị tác động rồi, anh chị rõ mà. Còn những con mèo chưa nhiễm thì hệ thống miễn dịch của con mèo á, nó ổn, nó không có vấn đề, nó không bị tác động lên tế bào lympho T, đúng không? Còn khi mà con mèo có nhiễm rồi thì mình chủng ngừa nó có hiệu quả nhưng vẫn không tốt bằng trên con mèo khỏe mạnh. Thì cái cơ chế của nó nãy giờ các anh chị cũng đã rõ rồi à, rất là rõ ha các anh chị ha, vì nó ảnh hưởng trực tiếp lên cái miễn dịch qua trung gian tế bào. Rất là hay các anh chị, nó nói là khá là hay khi đề cập đến ba cái bệnh lý này có liên quan trực tiếp đến cái miễn dịch. Còn cái vai trò của miễn dịch thể dịch á, thì hồi nãy có nói với các anh chị rồi, nó có kháng thể cao đấy, nhưng mà cái khả năng loại bỏ nhiễm trùng thì chưa chắc à. Tại vì các virus này nó lại ở trong cái tế bào bạch cầu đơn nhân hay là đại thực bào, nó nhân lên đó nó thoát, nó gọi là né tránh miễn dịch. Thì nãy có chia sẻ với anh chị rồi ha, né tránh miễn dịch đó, thì cái đó là cái điểm mà chúng ta cũng cần lưu ý. Rồi, miễn dịch thể dịch này thì đã giải thích xong, do đó là tôi không đi lại chi tiết nữa trong cái phần trao đổi vừa rồi. Còn về chẩn đoán thì nó có ba cái nhóm slide để chia sẻ với các anh chị ha.
cháu nói bệnh sử thì thường xảy ra ở mèo nhỏ hơn 5 tuổi hoặc lớn 10 tuổi, mèo thuần chủng, mèo được nuôi trong chuồng hay là khu vực mà có nhiều cái mùa, gọi là mèo khác nhau. Tiền sử bệnh mà nếu như trên cái nhóm mèo mà có bệnh lý về tiêu hóa hoặc hô hấp thì nó sẽ có nguy cơ cao hơn. Khi kiểm tra huyết thanh học thì đương nhiên là dương tính, nhưng mà các anh chị lưu ý hồi nãy có nói rồi ha, dương tính nhưng mà chưa chắc ha, mình phải kiểm tra lại các cái dấu hiệu lâm sàng và các chỉ tiêu khác nữa. Trên lâm sàng là đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng là có biểu hiện trên mắt, mắt điều hòa, rồi bệnh ứ bệnh khô thì nãy giờ đã trao đổi rồi, thì đây là cái bệnh sử ha. Rồi đối với là cái triệu chứng lâm sàng chúng ta sẽ thấy sốt nè, giảm cân nè, rồi nó màng nhà nó sẽ nhợt nhạt và có nhiều cái đốm xuất huyết, mắt như nãy cũng thấy rất là rõ, khó thở nè, tiếng tim và tiếng phổi bất thường nè, chướng bụng là một trong những cái đặc điểm mà cũng khá là rõ ràng ha các anh chị ha, bụng khá là lớn hoặc một số trường hợp phàn đản, viêm tuyến mật, rồi nó có thể có những cái bất thường trên cái hệ thống thần kinh và nó gây ra những cái rối loạn lâm sàng trên hệ thống thần kinh ha, thần to lách to. Đó là những cái bất thường về bệnh học lâm sàng. Rồi khi mà xét nghiệm á, thì người ta thấy rằng là thiếu máu không thể tạo. Cái bảng thiếu máu không thể tạo này đã chia sẻ với các anh chị rồi. Bạch cầu trung tính thì nó sẽ tăng lên này, giảm bạch cầu lympho này. Một số trường hợp chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ tăng cái globulin huyết thanh. Vì do nó bị các cái bệnh lý dòng của cái gammopathy hoặc là những cái bệnh lý mà PAIO, tức là u hạt dẫn mũ này có chia sẻ với các anh chị á, thì nó có thể dẫn lên đến cái trường hợp mà nó tăng cái globulin ha. Rồi, cái xét nghiệm mình sẽ thấy một số trường hợp là tăng cái protein này, tăng cái bạch cầu trong cái dịch não tủy này, rồi hiệu giá kháng thể này, u hạt, và kết quả xét nghiệm thì lúc nó sẽ dương tính. Mấy cái slide này nó rất là hay, là các anh chị biết sao không? Tại vì là tôi tìm được cái nguồn tài liệu nó xem như đó là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán của FAB. Cho tôi dịch ra là thành ra ba nhóm đó, một nhóm là bệnh sử này, một nhóm lâm sàng, một nhóm toàn lâm sàng. Cho nên là mấy cái slide vừa rồi á, kể cả slide này nè, là bệnh học lâm sàng này liên quan đến xét nghiệm á, thì xem như á, khi mà chẩn đoán các anh chị sẽ tổng hợp lại các cái dữ liệu để từ đó mình sẽ có cái hướng mình định bệnh cái gì ha. Còn tôi có tham khảo một cái slide này thì cũng muốn trao đổi với các anh chị từ cái một cái bài của năm 2020 đó, thì các vấn đề có liên quan nó kỹ hơn. Tức là người ta chia ra là từ cái bệnh sử lâm sàng nha, rồi sau đó người ta chia ra là thể khô và thể ướt ha các anh chị ha. Đó, các cái dấu hiệu lâm sàng như thế nào có liên quan thì nãy giờ tôi đã trao đổi với các anh chị rồi. Và sau đó, đó người ta sẽ xét nghiệm đến cái dịch cho các anh chị, rút cái dịch ở xong bụng ra, người ta kiểm tra thì để người ta phân biệt là dịch viêm với dịch phù. Thì đương nhiên là cái này là dịch viêm, thì đây là những cái thông số để mình kiểm tra này, ví dụ như là protein. Bây giờ này không có làm Rivanta nữa, nhưng mà tôi có một cái hình cũng minh họa với các anh chị thôi. Rồi xét nghiệm các cái albumin, globulin nãy giờ có chia sẻ với các anh chị đó, thì đây là một cái bảng mà chẩn đoán phân biệt. Cái bảng này cũng rất là hay để giúp cho chúng ta có một cái định hướng trong cái việc mà định dạng là các cái thể bệnh khô ướt và hướng đến là phân biệt được là cái baby hay là do nguyên nhân khác. Và cái hình phía bên phải này là phản ứng Rivanta này. Thực ra ở Đại học Nông Lâm thì tụi tôi vẫn hay cho sinh viên làm thực tập là phân biệt giữa dịch viêm và dịch phù thông qua cái Rivanta này các anh chị, tức là chuẩn bị cái acid acetic 98% mà nhỏ vào á, nhỏ cái dịch vào mà chúng ta thấy hiện tượng vẫn mây, giống như mây trên bầu trời đó, nó vẫn rất là đẹp các anh chị. Tức là cho sinh viên làm luôn, lấy mấy cái mẫu dịch viêm để mà chẩn đoán thì đấy là xem như là dương tính. Thì đây là cái phản ứng Rivanta thực hiện ở trong phòng thí nghiệm cũng khá là phổ biến các anh chị ha. Còn cái cách thức thứ hai thì tôi vẫn hay làm, đó là làm dùng cái khúc xạ kế các anh chị, nhỏ một cái giọt dịch viêm trên cái bề mặt của cái khúc xạ kế và đo cái protein. Thì dựa trên cái nồng độ protein đó, thì thường là dịch viêm nó sẽ lớn hơn này, các anh chị thấy là 35 gram trên lít đó, thì cái nó có cái thông số để mình so sánh mình biết đó là dịch viêm hay dịch phù ha. Rồi cái phần cuối cùng đó chính là cái thuốc để điều trị. Thì thực ra hồi nãy cái nhóm thuốc để điều trị thì tôi đã chia sẻ ở FIV và cái FELV rồi. Liên quan đến cái FIV á, thì tôi cập nhật thêm một cái bảng nữa. Nhưng mà ở cái bảng này nó cũng có một cái hay là có cái comment và có cái khuyến cáo thì các anh chị sẽ tham khảo. Có những thuốc thì người ta khuyến cáo là nên xài hay không nên xài, hiệu quả nó mức độ như thế nào. Thì ở đây là từng cái nhóm một. Nó có những cái nhóm thuốc nó giống nhau. Ví dụ như hồi nãy có chia sẻ với các anh chị này, interferon alpha đó, thí dụ như thế thì nó có những cái hướng dẫn khá là cụ thể như vậy các anh chị nha. Đó, kể cả trong cái trường hợp mà cái thuốc ức chế miễn dịch này đó, thì
nó có những cái khuyến cáo để chúng ta sử dụng. Ví dụ như bây giờ giả sử dùng cái nhóm mà cái azathioprine này á, thì nó rất là độc với mèo, toxic in cats, cho nên rõ ràng là not recommend, không thể dùng. Thì có nhiều loại khác nhau để các anh chị tham khảo trong cái việc điều trị các chị ha. Còn liên quan đến cái nhóm mà corticoid, glucocorticoid này, thì cũng chia sẻ với các anh chị luôn đó, có một cái bản hướng dẫn cũng khá là rõ cách sử dụng về cái dexamethasone làm sao, prednisolone làm sao, interferon làm sao đó, thì cho hai thể luôn nha, thể khô và thể ướt các chị ha. Này thì bên trái thể ướt nè, phải thể khô nè, thì cái cách dùng của nó cũng có một vài cái điểm khác biệt, thì dựa trên cái chẩn đoán lâm sàng để mình quyết định là mình nên sử dụng như thế nào, cũng khá là chi tiết các chị ha. Còn về việc phòng bệnh của cái nhóm Cura này, các anh chị, người ta chia ra cũng khá rõ từng cái nhóm trên lâm sàng, kể cả cái hồi nãy tôi nhớ các anh chị có một câu hỏi mà liên quan đến việc sử dụng thuốc sát trùng nữa. Ở đây này, trong cái bài này là cũng này là tôi đã soạn trước đến sáng nay xong, nhưng mà nó cũng trùng hợp với câu hỏi của anh em mình. Thì ở đây tôi lấy ví dụ nha, các anh chị thấy này, repair kitchen room này, cái câu hỏi này có liên quan đến bạn nào hỏi đó. Thì các anh chị thấy rằng là remove on cat này, một tuần trước khi mà cho nên đúng không ạ? Rồi, cái nồng độ của cái thuốc sát trùng, ví dụ như cái này là người ta dùng cái sodium hypochlorite này nè, đồng ý không? Thì như vậy là 1/32, rồi tách ra từng cái khay khác nhau này, sát trùng của nó, và sau đó là 1 đến 2 tuần trước khi mà vô trùng đẻ đó, trước khi lên đẻ đó, thí dụ như vậy. Thì cái bản này là cũng cung cấp cái thông tin cho các anh chị, các bạn nào mà có liên quan có đặt câu hỏi á, cái này cũng rất là hay các anh chị, protocol cho cái việc phòng của corona này. Anh em mình có hỏi một câu test kit nữa, trong cái bản này cũng trả lời luôn cho anh em mình luôn này, test cái kháng thể này, mình thấy không đó, thì sau 10 tuần tuổi coi thử có cái kháng thể hay không đó. Thì cái bản này là nó sẽ chia ra thực hành lâm sàng ra làm sao nè, rồi xong rồi trên những cái mèo mình cai sữa nó ra làm sao nè đó, thì cái bản này nó hướng dẫn khá là chi tiết, còn như trả lời được các câu hỏi đúng chủ ngứa của anh em mình, đúng là quan tâm thật sự những người mà làm lâm sàng, là câu hỏi rất là thực tế. Thì đây là những cái chia sẻ để mình tham khảo cái gì đó. Còn về vaccine thì hiện tại chỉ các anh chị các bạn cũng hỏi về vaccine nữa đó, của các cái bệnh hôm nay mình trao đổi luôn ha. Thì tôi không biết là những câu hỏi liên quan đến vaccine này chắc là chúng ta công ty sẽ trao đổi thêm với các anh chị. Nhưng mà một số loại vaccine thì hiện nay là ở châu Mỹ, một số nước châu Âu, các cái nghiên cứu á, vì tôi là người trung lập và chia sẻ kiến thức khoa học từ các kết quả nghiên cứu, cho nên tôi cũng chia sẻ một cách trung thực, đúng nghĩa trung thực luôn nha. Con số này là không phải tự nhiên mà tôi có đâu nha. Thì người ta có tổng kết một số nghiên cứu á, là người ta nói là không nhất quán, nhưng mà đa số thì người ta thấy rằng là có ngăn ngừa, với cái tỷ lệ ngăn ngừa và có hiệu quả trong việc kiểm soát, và cái mức độ ngăn ngừa đó là từ 0 cho đến 75%. Điều này dễ hiểu thôi, nó một loạt các yếu tố nguy cơ ở trên đó hồi nãy có chia sẻ rồi, và nó cũng đúng một cái ý nữa mà trong cái miễn dịch của vaccine đó, là trên 80% là tuyệt vời, đúng không? Thì đây đó là những cái nghiên cứu mà ta tổng kết được là 75%, thì xem như là con số đó cũng đã là tuyệt vời rồi, đúng không? Còn kết quả nghiên cứu thực địa thì chưa có thống nhất, thì ta tiếp tục ha. Mèo con thì có lợi từ việc chủng ngừa, hồi nãy có nói với anh em mình rồi ha, chưa tiếp xúc nha, đặc biệt là chưa tiếp xúc, tại vì có tiếp xúc với virus rồi là có tác động hệ thống miễn dịch, thì cái việc chủng ngừa đó nó cũng bị ảnh hưởng nhất quán từ đầu đến đuôi. Đây là rất rõ ràng như vậy. Khi mà những cái bệnh khác á, nếu nó có nhiễm á, thì á, ngoài ba cái bệnh hôm nay mình có nói nha, giả sử như cái bệnh mà nó tác động cơ quan đích của nó là không phải hệ thống miễn dịch á, thì nếu nó có nhiễm mình chủng ngừa thì hiệu quả nó cũng có thể là như là trên con mèo khỏe mạnh. Mà riêng ba cái bệnh này là tác động trực tiếp trên cơ quan miễn dịch, cho nên là bất luận là nó tiếp xúc sớm, tiếp xúc trễ gì cũng biết, thì khi mà trên những con mèo mà có tiếp xúc với mầm bệnh rồi thì việc chủng ngừa nó vẫn bị không phải là vẫn bị, mà cái hiệu quả của nó sẽ không cao như con mèo chưa nhiễm. Đó, ý là tôi muốn nhắc như vậy mà. Rồi, con nhắc về chủng ngừa thì người ta vẫn chủng ngừa. Trong cái tài liệu này á, thì người ta tính là từ 16 tuần trở đi, nhưng có những tài liệu người ta nói chủng ngừa sớm hơn 8 tuần. Nhưng mà hai cái liều cách nhau là khoảng 3 đến 4 tuần ha. Đó, thì cái này là cũng chia sẻ với các anh chị như vậy.
Rồi tiêm chủng tăng cường có còn không? Còn, câu trả lời có, rõ ràng. Nó tùy theo cái nguy cơ mà mình phải tái chủng trở lại ha. Có thể xem xét cái việc tái chủng hàng năm. Thực tế hiện nay các cái nghiên cứu về miễn dịch nó vẫn còn thiếu, cho nên là nó được cho rằng là một vài cái nguy cơ mà người ta kiểm soát xem thử là nó ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống miễn dịch. Và tôi đi đến cái phần cuối cùng, đó là kết luận. Bệnh truyền nhiễm trên mèo vẫn thường xuyên xảy ra, rõ. Thứ hai, kiểm soát nó bằng rất nhiều biện pháp, rõ. Và cái thứ ba là hiệu quả của cái việc phòng bệnh này hiện nay là phải là một sự kết hợp của nhiều yếu tố một cách hợp lý. Nhất là những cái bệnh mà gây suy giảm miễn dịch như thế này thì khá là khó khăn trong kiểm soát. Và rất là cảm ơn tất cả các anh chị đi tới bây giờ mà cũng còn trên 200 đầu cầu lắng nghe, và chứng tỏ các anh chị rất là quan tâm đến cái bài báo cáo hôm nay. Một lần nữa ha, cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái bài báo cáo và cũng như lắng nghe cái phần chia sẻ các câu hỏi có liên quan đến bài báo cáo hôm nay thông qua quá trình trình bày. Và tôi hy vọng rằng là cái bài báo cáo hôm nay hữu ích với tất cả chúng ta ở một khía cạnh nào đó. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Dạ em cũng xin cảm ơn thầy với cái bài chia sẻ rất là bổ ích và rất là cần thiết, rất là hot trong cái thời điểm hiện nay, khi mà những cái thông tin về bệnh mèo chưa có phổ biến trên thị trường. Thì rất là cảm ơn thầy đã cung cấp rất là nhiều thông tin bổ ích. Thì do là thời gian có hạn và thầy cũng đã lồng ghép những cái câu trả lời vào cái bài của thầy rồi, thì chắc là em xin công bố 5 cái giải thưởng câu hỏi nhanh và hay nhất. Rồi những cái câu hỏi thì mình sẽ gửi đến thầy và thầy sẽ trả lời sau đến khách hàng. Thì em xin công bố là 5 khách hàng được nhận cái quà tặng của công ty Boehringer và Vifavet cho 5 cái câu hỏi nhanh và hay nhất. Đó là anh Nam Trần, Trần Thanh Tân, phòng khám thú y Happy Pet, Trí Lê và Thắng Đỗ. Thì các anh chị sale sẽ liên hệ với mình và gửi đến mình cái quà tặng là cái túi cói hình mèo Broadline rất là dễ thương. Và nếu như mà mọi người có thoát cái webinar thì mọi người xin cho em cái khảo sát để mà công ty có thể tổ chức tốt hơn ở những cái lần kế tiếp. Và lời cuối cùng thì em xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Toàn đã tham gia với lại công ty Boehringer và Vifavet ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn quý khách hàng đã dành chút thời gian và tham gia với lại công ty ngày hôm nay, cái buổi webinar. Thì cái bài ngày hôm nay sẽ được gửi đến email của quý khách hàng trong thời gian sớm nhất sau khi mà quý công ty nhận được cái bài từ phía thầy, thì công ty sẽ gửi đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng và cảm ơn thầy. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Các bạn công ty, mình sẽ gửi bài và các câu hỏi có liên quan ha. Nếu mà được thì gửi cho mình tham khảo, và cái gì mình trả lời được thì mình sẽ trả lời cho các bạn tham khảo. Dạ em cảm ơn thầy. Chúc thầy năm mới thành công và luôn bình an. Luôn luôn hy vọng là như vậy. Hôm nay là coi như là trình bày một cách rất là say sưa luôn. Dạ. Dạ rồi, em chào thầy. Xin chào nha. Chào quý khách hàng, chào các cô chú, anh chị ạ.